Mô Phật, cho con hỏi Phật tử tại gia có nên cúng cô hồn vào ngày 14 không ạ? Hình như ở đây nó cũng có một câu tương tự như vậy đó. Tại gia có nên cúng cô hồn vào rằm cuối tháng? Dạ thưa, cái vấn đề nên không nên thì không sao. Có vấn đề là chúng ta có thể giữ cúng được như vậy thường xuyên hay không. Thì ông bà chúng ta thường hay nói là thờ phượng thì dễ, giữ lễ mới khó. Ví dụ như nếu mình quy định một năm mình cúng cô hồn một lần, hai lần ở tại cái khu vực mình ở thì mình giữ như vậy. Còn nếu mình cúng mỗi rằm hay là mỗi 30, mùng 1 gì đó mà chúng ta không cúng thường xuyên thì không nên. Vì cái gì chúng ta tập thành một cái lễ thì chúng ta phải giữ. Cho nên nếu mà mình muốn cái đó nó không có ràng buộc mình, ở cái này không có ai bắt buộc, thì đa số cái việc thực hiện cúng cô hồn là dành cho các chùa. Còn ở nhiếu tư gia Phật tử mà có khả năng thì, hoặc là thời giờ có phương tiện thì mình làm, không thì mình nên để một năm một hai lần thôi, để mình không có bị mắc cái lỗi là chúng ta khi làm khi không. Mình nên suy nghĩ kỹ trước khi mình làm. Còn không thì một năm mình cúng một hoặc là hai lần, tệ lắm thì cũng phải một lần. Tại vì sao? Tại vì cái cúng đó, đó không phải là một sự mê tín, mà nó nói lên được cái tâm biết ơn. Khi chúng ta ở đâu, ở nơi chốn đó, đất trời ở nơi đó, thiên nhiên ở nơi đó đã cho chúng ta được một những cái ngày tháng sống yên bình, thấy không? Thì thí dụ như trên mặt đất này, chúng ta cất một căn nhà lên. Bây giờ là một căn nhà mình đang ở, có thể hàng mấy trăm năm trước ở nơi này là một cái nghĩa trang, mình không biết được. Hoặc là có thể là nhà của ai đó, rồi do nhiều lần gia đình người ta không còn người nữa thì đất đai này nó thuộc của chính phủ, rồi mình mới mua lại hay như thế nào đó mình ở. Thì trên cái phương diện tri ơn, biết ơn và thể hiện cái lòng biết ơn mình, một năm mình cúng một lần là cũng đã quý. Cho nên hàng năm người Việt mình có cái lễ cúng đất đai. Thật ra cái chữ đất đai đó, nói cho đúng là chữ đất đây. Đất đây nè, đất ở đây nè, chứ không phải đất đai. Mình nói riết nó thành trại thành cái chữ đất đai, chứ đúng ra là mình phải đọc là đất đây, tức là đất này chúng ta đang ở. Ví dụ như mình tới một cái, mình mua vô, mình tới một cái chỗ nào hàng xóm mình mới tới, mình cũng phải làm quen với những người hàng xóm. Rồi nếu mà mình có những cái làm việc gì mà có thể ồn ào hàng xóm thì mình cũng phải qua nói với họ tiếng. Ở Việt Nam cũng vậy, ở xứ Mỹ cũng vậy. Có những ngôi chùa mà ở khu vực dân cư thì khi mà lễ lọc là phải chạy tới nhà người ta nói. Tại sao? Không thôi là người ta phiền mình. Tại vì mình đậu xe, mình làm ồn ở những khu vực nhà của người ta, mà nhất là những cái lúc ngày thường. Cho nên mình làm việc gì mình tới mình xin, mình nói người ta một tiếng, ta hoan hỷ ngay, người ta không làm khó mình. Sở dĩ mà người ta phiền hà, người ta khó mình là tại ngay lúc đầu mình thiếu cái tinh thần tế nhị đó. Thật ra ở trong kinh Địa Tạng nói, nó cũng có cái lý lắm, thấy không? Đấy, con đi trải qua những cái nhà gọi là gì, giữ nhiều mà lành ít, nhớ không? Nhớ mấy câu đó trong kinh không? Tới cái những cái nhà mà giữ nhiều lành ít mà muốn hộ cho họ cũng khó nữa, tại vì họ không có cái duyên phước để mình được độ cho họ. Ví dụ như giờ mình muốn nói lời lành cho họ nghe mà họ không nghe, họ nói tôi bận lắm, tôi bận nhậu, tôi bận làm này làm kia, họ đâu có chịu để ý mà họ nghe. Cho nên cái việc mà mình làm một cái việc gì mà chúng ta cúng, nó không, cái vấn đề là chúng ta làm với cái tinh thần gì. Còn nếu chúng ta làm với cái tinh thần mê tín không hiểu biết thì chúng ta sẽ bị vướng vào đó. Còn nếu mà chúng ta làm mà chúng ta hiểu cái việc chúng ta đang làm, chúng ta ý thức được việc chúng ta làm, và chúng ta có thổi vào trong cái việc làm của chúng ta, chúng ta có đưa vào cái việc làm chúng ta những cái nội dung rất đẹp, thì cái việc làm nó không hề mê tín.
Cái điều này Pháp Hòa nói hoài việc đó vậy đó. Giống như mình lại Phật hay là mình tụng kinh vậy đó. Không phải là Phật nghe hay là Phật chứng cái lễ đó cho mình, nhưng mà đó là chúng ta đang thực tập một sự trở về, mà hình ảnh Đức Phật là một biểu tượng. Cho nên quý vị muốn cúng thì cứ cúng, nhưng mà nhớ là nếu mình đã muốn thì phải giữ làm. Còn không thì cứ 5 lần 2 lần tạ ơn. Như người Việt mình đầu năm hay cuối năm tạ ơn đất trời. Thậm chí rồi mỗi đến cái mùa trung thu, sau một cái mùa gặt hái, chúng ta cũng cảm tạ đất trời, thiên nhiên đã ưu đãi chúng ta, để cho chúng ta có được những cái nguồn nước hay là những cái mảnh đất để chúng ta trồng trọt. Năm đó mình trúng mùa thì gia đình mình được hạnh phúc an vui nhờ cái đời sống đó. Cho con xin hỏi về đồ ăn sau khi cúng cô hồn. Một, quý ni sư có ăn đồ ăn này không? Cái đó phải hỏi quý ni sư. Người có ăn nên ăn đồ ăn này không? Có ăn là gì? Và Phật tử ăn đồ ăn này có lợi hại gì? Dạ, lợi nhiều hơn hại. Tất cả đồ cúng, không luận là cúng linh, cúng cô hồn, mình ăn được hết, không có cử gì hết. Đừng có nghe người ta nói thọ giới này không được ăn, thọ giới kia không được ăn. Rồi bây giờ ta cúng mà ta nói gì hết mình ăn đó, cũng khen ngon như thường vậy. Tự nhiên ta nói đồ cúng khen ăn. Hỏi tại sao ăn, phải ăn sợ hết thông minh. Bình thường không ăn, thấy có nhớ câu nào không? Soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc. Thôi nín đi mà học. Di Đà kinh một quyển mới học được có mấy trang, điển Phật rộng mênh mang, cố công thì cũng tới. Cái quan trọng là mình cố gắng mình học, chứ phải ăn cái đó rồi không nhớ. Hồi nhỏ mình đi học, mình làm biếng học, lấy lá thuộc bài ép đầy tập, cũng có thuộc khỉ gì đó. Những cái đó là tà kiến. Đừng có nghe mấy cái đó, Phật tử là không được nói cái đó. Có ăn là mừng rồi, ở đó đồ cúng chứ cúng. Vậy mà mỗi lần đem đồ ăn lên, dạ con xin cúng thầy. Có cái cô kia cũng nói, dạ con xin cúng giường thầy. Dạ thôi thầy có giường. Có một Phật tử đứng lên nói, dạ bạch hòa thượng, hôm nay con xin hát một bài cúng giường cho hòa thượng. Hòa thượng ưu. Hát nghe chưa, chứ ăn được gì đâu cúng. Bây giờ đại chúng nhớ là mình không có cái quan niệm đó. Cái gì mình cúng, mình cứ được quyền dùng. Ví dụ như giờ mình kính với hòa thượng, thì thường mình nấu xong thì mình hay múc lại một phần để cúng dường các bậc tôn đức. Còn mình là tất cả chúng trong chùa cứ dùng. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nha, mỗi một lần trong chùa mà nấu ra là múc quá trời mâm cúng. Rồi bây giờ cứ nói mâm đó không ăn rồi bây giờ ai ăn? Tỳ kheo ni không ăn. Sa di ni tức so không ăn. Năm chúng đó không ăn. Cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tôi Bồ Tát giới không ăn. Có tu sợ khùng điên ngu vẫn ăn. Rốt cuộc rồi á thì đem cái đó lên đổ thùng rác. Vậy thì mình đúng hay mình sai? Đừng có quan niệm cái đó là một tà kiến, không nên có. Có ăn là mừng rồi. Có nhiều người nói ăn cái đó rồi cái gì si khờ. Pháp Hòa ăn từ nhỏ tới lớn rồi. Muốn khờ thở Pháp Hòa không?
sau khi nhận 10 điều thập thiện, con có được pháp tự, cho con hỏi ý nghĩa pháp tự là gì? Thưa đại chúng, thật sự ra mỗi người chúng ta có một cái pháp danh là chính. Và nói pháp danh, pháp danh là gì? Pháp danh nghĩa là cái tên trong đạo, mà thường là các vị thường cho cái pháp danh theo cái dòng kệ của mỗi cái dòng thiền. Nhưng mà mình cho các vị cư sĩ theo đó một lát rồi thì hết chữ để cho. Cho nên sau này á, các thầy hay thường cho mình một cái pháp danh là mình có thể chọn một chữ nào cũng được để đặt pháp danh cho Phật tử. Và cái pháp danh đó là mình nương theo đó mình tu. Ví dụ như á, cái dòng kệ là thiệt tế đại đạo, tánh hải thanh trừng, tâm nguyên quảng nhuận, đức phổ từ phong. Ví dụ vậy đi. Thì bây giờ cái vị nào pháp danh là chữ tâm, thì khi mình có đệ tử đó, thì mình cho đệ tử xuống một chữ sau chữ tâm là tâm nguyên. Cho nên những đệ tử của vị chữ tâm là có chữ nguyên. Rồi nguyên này có đệ tử đó, cho xuống chữ gì? Quảng, tâm nguyên quảng. Rồi vị mà chữ quảng nó cho xuống đệ tử là chữ nhuận. Nhuận cho xuống nữa là chữ gì? Chữ đức. Tâm nguyên quảng nhuận đức. Rồi chữ đức nó cho có đệ tử cho chữ phổ. Cứ một thế hệ đệ tử là một chữ trong bài kệ đó. Thì khi mình nghe cái tên pháp danh đó là mình biết. Ví dụ như ở đây có vị nào pháp danh là chữ thấm gì? Thánh thần, thánh a la, thánh gì đó ha. Ủa sao tên thánh? Tại vì dòng kệ, bài kệ đó là thiệp minh thiệp pháp toàn chương, ấn chơn như thị đồng. Thì thầy của chữ thánh đó là chữ đồng, cho nên cái là chúc thánh thọ thiên cửu. Vậy thầy có pháp danh là chúc gì đó mới cho đệ tử xuống chữ thánh. Chúc thánh, rồi chữ thánh có đệ tử nó cho xuống chữ thọ. Đó, pháp danh là theo dòng kệ vậy đó. Bây giờ người ta cũng còn một ít, nhưng mà bây giờ người ta ít có cho gì nữa, ta kiếm chữ ta cho. Ví dụ hồi năm 2010 tới 2000 xin lỗi, năm 2000 tới 2010 Pháp Hòa quy y cho Phật tử và chọn hai chữ thanh tịnh. Thanh tịnh là cái điều mà tất cả mình mong muốn. Cho nên Pháp Hòa xuống nam Phật tử chữ thanh, nữ Phật tử chữ tịnh. Sau 10 năm hết chữ đạt. Bây giờ nam là chữ tuệ, nữ là chữ từ. Nhưng mà Pháp Hòa đi đến chùa nào thì Pháp Hòa lấy tên của chùa đó đặt pháp danh cho đệ tử. Ví dụ Phật tử ở nguyên cái vùng Texas này là Nam Quang Nữ Huyền. Phật tử ở bên mé Michigan đó là Nam Thanh, Nữ Thanh Nam Đức. Phật tử ở vùng Regina là chữ Hải. Phật tử vùng Saskatoon là Nữ Nam Chánh Nữ Tâm, chùa Chánh Tâm, ví dụ vậy đó. Thì ở đây pháp danh là một cái tên để cho chúng ta có, để chúng ta nhắc nhở mình. Ví dụ như Phật tử nào pháp danh là ví dụ như là Quang Thông, ý muốn nói là trí tuệ sáng suốt thông minh vậy đó. Đó là pháp danh nha. Rồi pháp tự là cái tên thêm để mà nhắc nhở, để mà kỷ niệm, không quan trọng, có cũng được, có cũng sao. Rồi đôi khi còn có thêm cái pháp hiệu nữa, giống như các thầy vậy, mỗi vị cũng ba tên. Vậy chữ Pháp Hòa này, Pháp Hòa là pháp tự, không phải pháp danh. Pháp danh của Pháp Hòa là Lệ Đá. Tại vì theo cái bài kệ nha, đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên, minh dương hồng dịch lễ trung thiên. Thì sư ông Pháp Hòa là chữ hồng, thầy viện chủ là chữ nhật, rồi xuống Pháp Hòa là chữ lệ. Cho nên các chú đệ tử của Hòa là chữ trung,
rồi nếu mà mai mốt các chú đó có đệ tử đạt chứng thiên, đó là theo cái bài kệ. Mình đọc cái, mình nghe tên người đó, mình có thể biết đoán được người đó thuộc bài kệ nào, dòng thiền nào. Thôi một câu hỏi nữa mình nghĩ ha, để chiều mình nói tiếp. Để câu nào ngắn ngắn đi. Con xin hỏi Nam Tông có cúng thí thực không? Câu hỏi này Phật tử nào phải biết Phật pháp thì có hiểu hỏi gì. Từ đại chúng trong Phật giáo hiện nay đó, có hai cái tông phái chính, đó là Nam Tông và Bắc Tông. Đơn giản là Nam Tông đó, là đạo Phật được truyền về phía Nam. Bắc Tông là đạo Phật truyền về phía Bắc của Ấn Độ. Các nước Nam Tông như là Thái Lan, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tích Lan, v.v. Các nước Bắc Tông là Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản. Thì ở trong các cái chùa Bắc Tông á, thì mỗi buổi chiều có một cái nghi thức cúng thí thực cô hồn. Bởi vì quan niệm của Phật giáo Bắc Tông á, là mình phải rải lòng từ bi của mình đến những loài gọi là trong cõi thánh. Hiện tại mình đang thuyết pháp giảng kinh cho người sống nghe, đó là độ người dương. Nhưng mình cũng phải nghĩ tới họ, họ cũng đói khổ, cần sự khai thị của mình để cho họ siêu thoát, đừng có làm cái kiếp cô hồn. Cô hồn là những hồn, là những cái âm hồn mà khuất vượng. Vậy thì bên Nam Tông có cúng thí thực không? Nam Tông không có bày cái lễ cúng mỗi chiều như Bắc Tông. Nhưng mà hàng ngày chúng ta Nam Tông tụng kinh đó, vẫn cầu nguyện cho âm dương. Vậy thì có cúng, nhưng mà cúng bằng cách là hồi hướng công đức tu tập, trì kinh cho các loài được hưởng. Còn Bắc Tông thì thể hiện rõ hơn bằng cách là thể hiện bằng một bữa cơm, miếng cháo để cúng cho các loài đó. Chứ còn nếu nói cho cùng là tâm từ bi bình đẳng hết, nhưng mà hai cách. Thưa đại chúng, cúng nó cũng có nhiều cách đó. Cúng bằng cái vật chất, nhưng mà cũng cúng bằng cái tâm. Thí dụ ha, Pháp Hòa thấy với quý vị tới đó, dạ con xin chúc quý thầy được nhiều sức khỏe. Đó là mình cúng gì? Cúng cái tâm nguyện của mình cho thầy được khỏe. Còn ví dụ như mình nói là con xin cúng bao gạo và bao đường gì đó thì cho quý thầy hàng ngày quý thầy dùng cho khỏe, đó cũng là cúng đó, nhưng mà thể hiện bằng vật chất cho quý thầy nuôi cái thân. Còn có nhiều Phật tử đó, con thấy thầy sống thầy làm lợi lạc nhiều người quá, thôi con xin cúng thầy 10 tuổi thọ. Ví dụ mình có nhiều Phật tử tới nói qua vậy, nó con thấy con sống con làm được gì mà thầy sống thầy làm được nhiều điều, thôi con xin cúng thầy 10 tuổi. Em chưa lấy để đó. Rồi bây giờ nó tóm lại á, hàng ngày quý vị ở nhà không có cúng cô hồn đúng không? Nhưng mà quý vị có đúng không? Có, bằng cách nè, câu cuối cùng mỗi ngày mình tụng kinh á, phổ nguyện âm siêu dương thế. Chẳng những vậy mà quý vị đọc một lô các miền Bắc xong, quý vị kết bằng câu cùng tất cả chư hương linh hữu danh vô vị, tức là có danh mà không có tướng, hữu vị vô danh, có những người có tướng mà không có tên, đẳng đẳng chư âm linh, nhớ không? Vậy thì cũng cúng cho họ rồi, nhưng mà cúng công đức tu tập của mình, quý vị đó. Cho nên Nam Tông Bắc Tông gì cũng có hết. Nói tóm là tâm từ của người Phật tử trang rải cho người âm người dương để họ cùng được lợi lạc hết. Câu hỏi kế: trước hết cho con chúc sức khỏe thầy. Mấy ngày nay trong tâm con có một thắc mắc, giống như con với mấy người bạn con sống chung, nấu ăn thường ngày con tự nấu ăn chung, đi chợ con cũng đi, xong về con cũng nấu. Nhưng mấy mùa dịch này con cũng làm như vậy, con cũng nấu ăn chung, và thậm chí con còn xuất tiền ra đi chợ trước, ai có tiền thì trả lại con. Nhưng có một người bạn không trả lại tiền đi chợ cho con. Con không trách, nhưng con buồn vì người bạn đó có tiền đi đánh bài, đi ăn nhậu, vậy mà không có tiền trả lại cho con.
nên con tức và con không nấu ăn cho bạn đó nữa. Và thưa thầy, hành động của con như vậy có gọi là ích kỷ không? Xin thầy cho con biết, nếu hành động đó là ích kỷ thì con sẽ bỏ ngay hành động đó. Cảm ơn vị Phật tử này rất là thành thật. Dạ thưa, thì thật sự ra thì cũng không phải là ích kỷ. Thì trong cuộc sống thì mình có đôi lúc mình có những cái bất đồng. Khi mình thấy nó có một cái gì đó không có công bằng trong cuộc sống, thà là người bạn đó không có tiền đi, rồi người bạn đó mình đi chợ mình nấu ăn cho bạn đó mình không buồn, đằng này bạn đó có tiền mà không có chi mà lại bắt mình như vậy. Thì trước khi mình làm như vậy đó thì sao mình không có rõ ràng đi, mình đi chợ về thì đã là sống chung chia tiền mà, thì mình cứ rõ ràng bạn kỳ này đi chợ 100 thì mỗi người mình 20-30 chi đó, thì bạn đó gửi vô cho mình. Tức là mình khoan trách vì mình có thể là mình chưa có nói vấn đề tiền bạc cho nó rõ ràng, thì người kia nghĩ là mình khoản đãi, hoặc là người kia lờ, được nhiêu thì lờ. Còn nếu như mà mình, hay là bình thường, lúc bình thường bạn này vẫn đi chơi, vẫn bình thường, không có nạn dịch gì hết, mình vẫn nấu ăn cho mọi người, mình không có vấn đề gì khó khăn, mà bây giờ thì mình lại có khó khăn là tại vì mình bất đồng. Trong khi đó mọi người cũng nghỉ làm, ai cũng không có đi làm, mà tại sao lại như vậy? Cho nên để trước khi mình xác định mình có phải ích kỷ hay không, hay là mình có những cái đối xử nó kỳ cục hơn, chẳng hạn như là không thèm nấu nữa, vân vân, thì mình nên một lần sòng phẳng. Còn nếu như người bạn kia vẫn không, thì chừng đó mình có cách giải quyết nào đó, thì tùy theo cái hoàn cảnh sống của mình. Ích kỷ là khi nào mình có khả năng, người kia không có, mà mình ganh tị, mình không có nấu hay mình không có giúp, thì cái đó cũng có thể có một phần. Còn ở đằng này là mọi việc nó rất là rõ ràng, người đó cũng có khả năng, nhưng có lẽ là mình chưa sòng phẳng, cho nên rồi mình lại đem cái phiền về cho mình. Thì sống chung thì cũng không phải là vấn đề tiền bạc không, mà ngay cả trong vấn đề mình chia sớt với nhau, trong vấn đề dọn dẹp nhà cửa hay vân vân, để mọi người không có phiền. Cái gì cũng vậy hết. Vợ chồng mà đôi khi vợ làm hoài mà chồng không làm gì, mà nếu người vợ mà chưa có nhịn nhục đủ là có thể cũng phiền hà đó. Tại sao tôi làm quá trời mà anh không làm gì hết, huống chi mình chỉ là những người bạn sống chung. Cái đó chỉ là những cái bình thường trong cuộc sống. Khi chúng ta thấy một cái gì nó không có được công bằng, thì chúng tự nhiên nội tâm của chúng ta, cái nội kết mình nó phải nổi lên, và chúng ta thường có thái độ và có lời nói. Còn nếu mà mình khoan, hay có những lời nói, những thái độ gắt gỏng hay là thẳng thắn, và chúng ta nên có những cái giải quyết cho nó rõ ràng, để không có làm phiền mình. Có nhiều khi mình không làm thì người ta nói tại sao đi chợ về không nói rõ tiền bạc, thì người ta trách ngược lại mình. Cho nên mình nên rõ ràng trước khi mình có những cái thái độ khác. Bạch thầy, cho con hỏi người xuất gia có được mua nhà riêng không? Nhà riêng là private house. Thì tùy theo cái nhà riêng. Nếu ví dụ như ngoài chùa mình có một cái nhà kế bên, mình mua cái nhà đó cho chúng ở hay cho sử dụng cho chùa thì không sao hết. Còn nếu như người xuất gia mình mua sắm một cái gì mà có tính cách riêng biệt cho cá nhân mình thì cái đó không nên, vì cái đó không phải là tự tiền của mình. Mà tiền gì mà của bá tánh, của những người người ta ủng hộ cho tam bảo, thì chúng ta nên sử dụng đúng cho tam bảo. Thật ra thì trước hết là cho bản thân mình. Tất cả những cái gì là cũng tự mình tạo cái phước của mình, mà tạo cái lỗi của mình. Thành thử ra người xuất gia, đã xuất gia thì mình ở chùa, còn mình mua sắm cái gì thì nếu mình vì một cái tam bảo mình làm thì không sao. Hoặc là thậm chí ví dụ bây giờ mình mua một cái thất thì như là một cái nhà riêng rồi. Thì cái thất đó là để mình tịnh dưỡng, nhưng mà thủy chung cái thất đó cũng không phải của mình.
chẳng qua là mình mua cho tăng chúng, hết đời mình thì người khác sử dụng cái đó, chứ không phải là nói thôi tôi sắp chết rồi tôi bán cái này để ông thôi rồi mai mốt rồi tiền của tôi bị mất hết thế này thế kia, thì cái đó không phải. Mình có thể làm một cái thất, làm một cái am gì đó để mình nhập thất, mình tịnh tu, rồi hết đời mình thì trao lại cho người khác thì được. Chứ còn nếu cái nhà đó là của riêng tư của mình, rồi mình đứng chủ quyền, rồi mai mốt mình bán buôn đổi chác, coi như là không có dính dáng gì tới chùa hết, thì không nên, vì nó không đúng cái tinh thần của người xuất gia. Câu hỏi kế là: cho con hỏi, sao ba con hay nói chuyện lung tung, chửi bậy một mình hoài, hay la vợ con, mà ba con đi bác sĩ khám tâm thần rồi, bác sĩ nói không bị gì cả. Con xin thầy quan hỷ cho con lời khuyên. Giờ bác sĩ nói không có bệnh thì mình phải, mỗi người trong nhà mình phải là một bác sĩ, bắt mạch ba coi ba bất mãn ai, trong gia đình mình làm những cái gì mà để cho ba phải buồn phiền, mà ba không thể nói được thì ba lại bộc phát bằng những cái cơn sân si chửi bới. Mình phải đi tìm cái nguyên do. Chứ còn em ở tuốt bên này mà em cũng có biết gì về bác đâu mà hỏi em. Còn nếu là chắc muốn nói về coi coi bác có bị gì không đó, phải không? Cái này là chưa nhìn mặt, chưa khám thì chưa biết. Bác sĩ khám chưa ra bệnh mà em chưa thấy, chưa biết gì hết, biết bệnh gì. Tuy nhiên, trước khi chúng ta nói tới cái nghiệp bệnh, có thể quý vị tin là ai dựa, ai nhập gì đó. Trước khi mình tin cái đó, hãy nên thực hiện những cái gần nhất là mình xem lại coi hàng ngày ba chửi từ những nguyên do nào. Đó là phải có một cái lý do nào để làm cho cái cơn sân ông nó nổi lên. Nếu mình biết thì ra gần đây ông già ông bực cái chuyện này chuyện kia, thì là mình đã bắt được cái mạch rồi đó. Không, thành thử ra thí dụ thôi. Tự nhiên á, nhà mình á, cái sinh á, nó bị nước ngập. Bây giờ trước hết là phải làm gì? Mình phải đi tìm coi nước này nó bắt, nó bị bể ở đâu, nó bị lủng ống chỗ nào mà nước nó rỉ ra. Như mình cầm một cái nồi nước, tự nhiên để đây hồi nó rang dũng nước, thì mình biết là cái nồi này có vấn đề. Thì mình phải làm sao tìm cho được cái lỗ mà nó bị lủng đó để chúng ta chữa nó. Chứ không phải tự nhiên xách lại, bác chữa giùm tôi nồi tự nhiên sao nó lủng. Thì người ta cũng phải làm vậy thôi. Còn nếu mà mình biết ngay cái chỗ đó, mình chỉ cho người ta chữa lẹ hơn. Còn mình không có biết mà nãy thì người ta tính mình thêm thời giờ, là giờ người ta đi tìm cái nồi lủng chỗ nào. Thì nghiệp bệnh đó, nó có 3 loại phải không? Thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh. Thì có thể quý vị hỏi, muốn hỏi cái chuyện đó đó, muốn hỏi là có thể ba con tự nhiên sao giờ ông chửi với sùm mà không biết có ai dựa ai nhập gì. Trước khi mình nói chuyện đó đó, thì mình hãy nên trở về mình xem coi thường ngày ba nổi lên giận tức la rầy ở những cái khoảng nào, ở những cái điểm nào mà trong gia đình đã tạo nên, để chúng ta giúp cho ba nó thiết thực hơn, nó thiết thực hơn. Rồi ví dụ mình cứ tin mấy cái vụ này, rồi thậm chí không, ông già ông không chấp nhận cho ông thầy nào tới hết, mình đi tìm mấy ông thầy mà người ta thích kiếm tiền trên mấy cái câu chuyện này đó, thì mình bị mất tiền mà không được việc, cho uổng lắm. May là hỏi Pháp Hòa đó. Chứ mấy anh chị mà hỏi nhầm một ông thầy mà thích làm tiền đó là mệt rồi đó. Không, cho nên là trước khi mình định là một cái nghiệp bệnh, có thể là tâm bệnh, có những cái nỗi niềm ở trong lòng. Người già thì hay, lớn tuổi thì sinh tật, nên để ý cái chuyện đó. Ngoài cái chuyện mà mình ấy ra, mình còn phải biết rằng người lớn tuổi thường hay đổi tánh, mà nó đổi tánh theo tùy theo từng cái trạng tuổi. Hoặc là nhiều khi hồi nhỏ thấy con cái mình như thế này, lớn lên nó khác, đời sống nó khác, từ nhiều lúc bực bội mà không nói được, là không nói được thì cứ phải phát quạo lên, la ó bất thường. Cho nên các anh chị nên tìm cái gốc rễ này trước đi.
Khi mà chúng ta gặp một cái việc gì đó, chúng ta nên trở về để coi cái gốc rễ trước. Khi mà chúng ta cứ la làng lên là sự việc nó là như vậy. Câu hỏi của con là: khi má con còn sống nằm một chỗ không nói được luôn đã 3 năm, con về mới đi xuống mẹ Nam Hải, mẹ Nam Hải cầu xin nếu má con còn tuổi thọ thì cho má được mạnh khỏe, còn nếu tuổi thọ đã hết thì xin Phật rước đi cho nhẹ nhàng, đừng để hành xác con, đừng hành xác quá. Con nguyện sẽ cúng tượng Quan Âm ở đó, tức là Nam Hải chắc ở đâu, ở Bạc Liêu hay đâu phải không? Mình không về Việt Nam mà mình cũng hơi nhớ vậy á. Mấy tháng sau má con mất, xong con không có cúng tượng ở đó. Trong xã gần nhà con có chùa cất lại, em con bảo cúng tượng ở chùa này cũng vậy thôi, ở dưới kia nhiều tượng Quan Âm rồi. Con có đi trở lại mẹ Nam Hải mua trái cây tạ lễ và trình bày. Con đã đặt tượng ở nơi khác, như vậy con có thất hứa với mẹ Quan Âm Nam Hải không? Tội nghiệp không? Bây giờ trước khi Pháp Hòa trả lời cái này đó, thì chị phải cho Pháp Hòa biết là lúc mà chị thưa với ngài Quan Âm Nam Hải, ngài Quan Âm có đồng ý không? Có gật đầu nói được rồi, thôi cúng đâu cũng được không? Thì nếu mà ngài im lặng, ngài không nói gì hết, chị đi về bình an tới bữa nay là ngài ok rồi đó. Ngài nói ở dưới này tôi dư rồi, ở trên kia thiếu thì đạo hữu cứ cúng đi. Thấy không? Ngài Quan Âm im lặng, bằng chứng là ngài bắt ấn. Ngài vẫn nhìn mình, ngài nói go ahead. Tiếp tục làm thì ok. Thật sự ra thì cái đó là do cái tâm thành của mình. Mình nghĩ mình hứa với Quan Âm chỗ này mà cúng chỗ kia được không? Thật ra Quan Âm chỉ là một thôi, không có hai ba gì hết. Nhưng mà tùy theo cái hạnh nguyện của các ngài mà chúng ta được gọi bằng một cái tên khác nhau. Ví dụ như Đức Quan Âm ở ngoài biển cứu người thì chúng ta gọi đó là Quan Âm Nam Hải. Rồi có một cái người đó họ bị bệnh, họ tới họ xin Đức Quan Âm, Đức Quan Âm đã giúp cho họ hết bệnh, chúng ta gọi là Quan Âm Thí Dược. Thí Dược là cho thuốc. Rồi có nhiều người kia ta sợ quá, ta sợ hãi đủ thứ trong cuộc sống, ta tới ta cầu Đức Quan Âm, Đức Quan Âm cho họ cái năng lực không sợ hãi, thì chúng ta gọi là Quan Âm Vô Úy. Thật ra cũng là ngài, nhưng mà tùy theo cái hạnh nguyện cứu khổ mà người ta gọi thôi. Cho nên chị đừng có ngại, đừng có lo. Là mình thật ra mà nói, mình là một Phật tử, mình phát nguyện xong rồi, trợ duyên chỗ nào thì chúng ta cúng. Nhưng mà cũng có cái hay, trước khi chúng ta làm chúng ta cũng thấy khó chịu ha. Mình hứa chỗ này mà giờ ở chỗ khác, thôi lịch sự lợi thương tiếng đi. Hồi xưa con hứa cúng ngài ở đây mà giờ con thấy ngài coi bộ khấm khá quá mà chỗ kia thiếu, thôi cho con xin thỉnh ngài về trên kia, chùa kia thiếu, còn giờ ngài dư quá, ngài không có chỗ đứng nữa, thì thôi con xin thỉnh ngài về trên kia. Cái đó cũng là cái tâm lành. Dạ không sao, nhưng mà yên tâm, mà không có thất hứa gì hết. Mình có làm là được rồi. Còn như ngày mấy ngày nay có một Phật tử gọi nói: thầy ơi, con hứa hồi đó đi vượt biên á, lúc mà sắp chết á, trời ơi khổ quá rồi, giờ nguyện Quan Âm mà cho con được đến bờ là con cạo đầu, mà 30 năm rồi không có cạo. Mà bây giờ á, là sẵn cái dịp này nè, sẵn cái dịp mà dịch nó hành ở nhà nè, thứ nhất là phải ở nhà không đi đâu là đỡ ngại ngùng phải không, thứ hai mà bây giờ có muốn hớt tóc tiệm đâu nữa là hớt, lợi dụng chuyện này mà xuống tóc phải không, thành thử ra cái này là không tính nha. Nhưng mà Paul là hỏi và nói dạ được, hỏi rồi con có cần phải khấn nguyện gì không, nói cô cứ ở nhà của cô đến ngay bằng Phật. Ngày trước con gặp nạn, con hứa con xuống tóc vậy đó, bây giờ đủ duyên con xin xuống tóc,
hoàng nguyện xin Phật chứng minh cho con, rồi lại ba lại nhờ ông Đức Lương Quần mình ra chào nhờ ông chồng mình ra cạo giùm. Thì thật ra quý vị thấy không, đến nỗi trả nguyện thôi đó mà cũng phải đợi đúng nha nàng. Thứ nhất là tiệm giờ muốn đi rất tốt không có để nhà dài quá không được, phải không? Thôi sẵn kỳ này cạo, mà cạo rồi là không sợ phải ra đường ai cười, rồi cộng thêm là giờ có muốn cũng chẳng tiệm nào, hay quá, đúng lúc luôn, vừa tiện lợi được hai ba thứ nữa, không? Thì mình thấy lúc mà mình cần Phật Bồ Tát á, là mình không cần một cái điều kiện nào hết. Mình có điều kiện các ngài là, nhưng mà khi mình trả lại cũng phải có điều kiện à, ký sổ ra quan. Thôi thì không sao, cái đó cũng là những cái nhiều lúc mình nghe như vậy đó, mình mới thấy thương những cái tâm của chúng sanh mình, và mình sẽ thấy rất thương các Đức Phật và các Bồ Tát, các ngài có cái nguyện. Thì trước khi dứt lời thì Pháp Hòa xin cũng nói thêm một chút á, là đại chúng nhớ á, là Phật Bồ Tát á, khi các ngài phát nguyện á, các ngài có hai thứ nguyện. Một cái á, gọi là nguyện chung, một cái rồi là nguyện riêng. Nguyện chung á, ví dụ như đó là rộng độ khắp chúng sanh, các ngài không có một cái biệt nguyện nào hết. Nhưng mà có những vị có những cái biệt nguyện, có những cái nguyện riêng. Như ai? Như Phật Dược Sư có 12 nguyện riêng của ngài. Như Đức Quan Âm có 12 nguyện riêng của ngài. Như Địa Tạng Bồ Tát, nguyện riêng của ngài là ở dưới địa ngục để cứu độ chúng sanh. Còn như nguyện chung là như thế nào? Mình không nói riêng một cái gì hết, mình nói sao? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Vì những câu đó là cái nguyện chung. Hay chúng sanh nào khổ thì mình độ. Còn đối với các ví dụ Đức Phật Di Đà có 48 nguyện riêng của ngài. Thì mỗi một Đức Phật hay là vị Phật nào có những cái nguyện đó riêng của các ngài thì chúng ta gọi là nguyện riêng. Còn có những vị nói những cái lời nguyện chung thì chúng ta gọi là nguyện chung, tức là không có biệt riêng một cái biệt nguyện nào. Thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng tất cả Phật Bồ Tát các ngài đều sống và hạnh phúc theo cái bản nguyện của mình. Nhờ vậy cho nên các ngài không hề đau khổ, thỉnh thoảng đau khổ mà không có đau khổ. Pháp Hòa cảm thấy bây giờ làm ở nhà mình làm việc nhiều hơn. Một ngày phải ra với chúng gần như là coi như là 4 lần, là 2 thời kinh rồi 2 thời sinh hoạt Phật Pháp, coi như là 7 ngày liên tiếp, không có ngày nào nghỉ hết. Nhưng mà Pháp Hòa không buồn khổ gì hết. Pháp Hòa rất là vui, là tại vì Pháp Hòa thấy rằng cái nguyện của mình làm được gì cho Phật Pháp thì mình hết lòng mình làm. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng chắc Phật Bồ Tát cũng đã chứng cho cái nguyện của mình hay sao, thì nó cũng khiến ở nhà mà không được nghỉ, vẫn phải làm việc. Và hơn nữa luôn luôn tự thấy là mình có cái trách nhiệm, có cái bổn phận để hướng dẫn các thầy các cô mà đang có duyên tu học với mình. Vì vậy mà chúng ta mới có cái duyên gặp nhau, dù là trên online. Con có nghe sư giảng là nếu ăn mặn thì đời sau sẽ không được tái sinh làm người hả thầy? Cái này em không biết ạ. Thật sự ra cái đó nó cũng chưa hẳn đâu. Bởi vì nếu mà nói như vậy á, thì không lẽ tất cả những người mà người ta đạo khác hay là những người Phật giáo nguyên thủy đều không được làm người sao? Cái được tái sinh làm người hay không, không phải ở chỗ cái vấn đề ăn mặn, ăn chay, mà nó còn nhiều cái yếu tố mà quan trọng nhất là cái nội tâm sống của mình. Thấy không? Ví dụ như mình ở bên Tây Tạng đi, mình muốn ăn chay cũng không được, là vì không có rau, không có trồng trọt được, thì buộc lòng mình phải ăn thịt cá. Rồi không lẽ các vị đó ăn thịt cá như vậy là kiếp sau các thầy Tây Tạng, dân Tây Tạng trở lại không được làm người sao? Không phải. Mình nhớ là một cái nghiệp gì nó thành, nó cũng phải do nhiều cái duyên do yếu tố, chứ không phải là một vấn đề. Mà
cái vấn đề là chúng ta chuyện cái nghiệp lớn nhất của con người chúng ta là gì? Là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu, xì ke ma túy. Cái nghiệp đó nó đủ năm cái yếu tố nghiệp nặng đó, nó mới làm cho chúng ta bị thọ báo nặng hơn. Còn trên phương diện sát sinh là vậy nè, mình đừng có giết người, hay là mình đừng có giết những con vật mà làm vui. Thí dụ như mình ăn, bây giờ thí dụ mình chưa ăn chay được đi, mình ăn mặn, nhưng mình nên tập ăn cái gì nó hiền lành thôi. Ví dụ như những con mà nó chết người ta bán nè, hay là những con gì mà xã hội người ta đang chấp nhận cho con người mình ăn. Chứ mình ăn chi gọi là tươi ngon cái gì, một cái con cá nó đang sống mình về mình đập cái đầu nó. Tại vì khi mình đập đầu nó là cái tâm mình khởi, nắm nó, cái hình thái mình phải nắm nó, rồi tay mình phải đập nó, nội cái hành động là nó hung dữ, và cái tâm mình phải khởi. Cho nên mình ăn một con cá sống hay là một con gà sống, một con vịt sống, là trong trước khi cái con vật đó chết là một quá trình ác. Nó nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ nói đơn thuần là ăn mặn cái là kiếp sau không được làm người. Nói vậy nó chưa có thấu đáo được cái đạo lý nhân quả à. Mà chúng ta phải nhớ rằng, ví dụ như có những người ăn chay nhưng mà tâm địa rất độc, tâm địa rất độc, mặc dù đời sống hàng ngày miệng vẫn ăn chay nhưng mà nói ra lời nào cũng là dao gươm, và tâm địa sống rất là xấu. Cái đó nó mới đưa người đó đi tới cái chỗ xấu, chứ không phải do họ ăn chay mà ăn mặn đâu. Thành thử ra thưa đại chúng là ở trên phương diện khuyến khích mọi người ăn chay thì có thể mình nói, nhưng mà nếu mà đứng trên cái chung đạo lý nhân quả để mà tái sinh hay là thọ sinh về những cõi nào đó, nó còn nhiều cái vấn đề nữa. Mà quan trọng nhất là gốc rễ, hôm qua mình học đó, gốc rễ của bất thiện pháp là gì? Là tham, là sân, là si mê. Mà cái gốc rễ của thiện pháp là gì? Là vô sân, vô tham và chánh kiến. Đó là cái gốc rễ để đưa mình đi tới cái chỗ tu tập thiện pháp. Trên phương diện mình khuyên người ta ăn chay thì có thể tạm, nhưng mà nếu mà nói là xác định như vậy thì chưa phải. Tại vì đạo lý nhân quả nó không phải là như vậy. Cái mà chúng ta thọ sinh nó không phải đơn giản như vậy. Thứ kế là niệm Phật có hóa giải tình duyên lận đận không? Tại vì mình sống á, mình cứ nhắm vô có một duyên à, cho nên là duyên này là duyên nam nữ, cho nên mình mới khổ. Chứ thật sự trong cuộc đời này chúng ta có rất nhiều duyên, ví dụ như duyên Phật pháp, duyên bạn đạo, duyên tu hành, rất là nhiều duyên. Tại sao mình không thấy ai khổ với mấy cái duyên? Không ai mà khổ nói trời ơi sao con khổ quá, con không có duyên với Phật pháp. Hình như ít có ai mà rên vậy lắm nha. Mà mình thấy mà người nào mà bị kiếm bồ hoài, kiếm không được, cái tự nhiên mình cho đó là cái duyên lận đận, phải không? Thật sự trong cuộc sống này ai cũng có duyên với mình, mỗi người chúng ta có rất nhiều cái duyên. Có nhiều khi mình không có duyên với cái tình cảm nam nữ, bù lại thì mình lại có duyên với sự tu hành Phật pháp. Thì mình cứ nhẹ nhàng trong cái việc này đi thì tự nhiên việc nó sẽ tới thôi. Ngày hôm nay hôm qua gì ạ, có một cái vị gọi lên đây, chắc hôm nay hồi trưa này, thì cái cô này cũng gọi, cũng mới kể là chắc thầy không nhớ con đâu, tại vì mấy năm trước con có tới đây, con gặp khó khăn trong việc giấy tờ, người thân bảo lãnh, thì con có nhờ thầy, thầy nói thiệt sự thầy cũng không biết ai để mà giới thiệu làm mai gì hết. Nhưng mà thầy có nói với con là cứ việc lên chùa tu tập làm công quả đi thì cái duyên nó đến. Và không ngờ đúng như vậy. Rồi trải qua những cái bao lần thì cuối cùng bây giờ cuộc sống cũng ổn. Thì ở đây cũng vậy, nhiều khi mình niệm Phật á, mình cứ nghĩ là mình niệm Phật để được cái duyên đó.
Thành thử ra cái hồi cái mình không được cái mình buồn. Thành thử là tại sao mình không niệm Phật một cách bình thường thôi. Niệm Phật để cho tâm mình an, tâm mình tịnh. Mà khi tâm mình an, tâm mình tịnh rồi tự nhiên người mình nó cũng đẹp ra, nó dễ thương ra, thì tự nhiên nhiều cái nó chuyển cái duyên đó. Còn nhiều khi mình cứ chú tâm vô cái đó quá thì nhiều khi mình cái duyên nó mới tới cái mình nhào vô mình chụp cái làm cho người ta phản ứng, người ta dị ứng, người ta thấy mình hơi hấp tấp làm sao đó. Cho nên cứ nhẹ nhàng, mình muốn được mọi cái duyên thì chúng ta phải biết sắp xếp các duyên. Cũng giống như mình muốn nồi cơm nó chín thì chỉ không phải chỉ là cái nồi cơm đó không, mà chúng ta phải để ý tới củi lửa, chúng ta còn phải để ý nhiều vấn đề khác để nồi cơm nó có thể chín. Chứ còn mình gấp gấp cái mình làm cái thật sự cơm không chín. Cũng giống như hồi nhỏ Phó Hòa nấu cơm vậy đó, cứ mỗi lần mà nước cơm sôi lên á là mình phải chắc cơm, chắc cái nước á, thì nó có hai, một á là mình phải chắc để cơm nó mới chín, hai á là mình lấy lại cái tô nước cơm đó để mình làm cái gì. Mình làm canh mình ăn, nghèo mà. Thành tử ra mà hồi nhỏ không biết mắc cái gì mà không có lấy hai cái miếng dẻ mà mình chắc cái nồi, lấy hai chiếc đũa chọt vô cái quai vậy nè, lật lên một cái thì cái nồi nó chổng lên. Mà ngày mai vẫn không kinh nghiệm cũng làm như thế nữa, phải không? Bây giờ thỉnh thoảng mà nhớ là cái cách hồi nhỏ mình nấu cơm mình tức cười vậy đó. Thì khi mình làm việc gì á, mình nhắm cái đó là một rồi, nhưng muốn được cái chỗ đó nó phải bắt đầu từ đây nè. Chứ đừng có nhắm cái chỗ đó cái chạy cái ào cái té. Thành thử ra niệm Phật có thể hóa được các duyên. Nếu mà duyên nào không lành lẫn đẫn là sao, phải nói may quá còn chưa nhào vô cái người này cũng thật khổ rồi, thấy không? Thành thử nhờ cái lẫn đẫn đó mà mình rút khỏi kịp, tại vì cái duyên của mình là phải từ từ. Cho nên đừng có gấp, cứ lo tu tập nhẹ nhàng rồi khi mọi việc nó sẽ đến. Bên cạnh đó mình không có duyên giữa tình cảm nam nữ thì mình còn rất nhiều những cái duyên xung quanh của mình, nó đẹp hơn, nó làm cho mình an lạc hơn mà không có khổ sở. Nhiều khi con cá ngoài lờ đó nó đỏ hoe đôi mắt, con cá trong lờ nó đỏ hoe đôi mắt, con cá ngoài lờ nó lúc lắc muốn vô. Câu hỏi kế là cho con hỏi là con từng được một vị sư thầy cho câu niệm Phật hàng ngày khi sám hối và tối trước khi ngủ là niệm Nam Mô Đạo Sư Chân Tánh Nguyên Hương. Nhưng con tìm trên mạng thì rất ít thông tin về vị sư chân tánh Nguyên Hương này. Nhờ thầy cho thêm thông tin được không ạ? Thưa vị Phật tử nào hỏi câu này đó, thì thứ nhất á, là Pháp Hòa không có biết vị này là ai, mà chắc chắn rằng vị này không phải là một vị sư hay là một vị tôn túc gì ở trong Phật giáo. Bởi vì sao? Bởi vì nếu một người mà thật sự là một người trong Phật giáo và đệ tử Phật thì không bao giờ xưng mình là thánh, là những cái bậc gì mà đặc biệt mà để cho đệ tử phải niệm mình trước khi đi ngủ cả. Vì vậy cho nên nếu ai muốn niệm vị này thì cái niệm đó là nếu mình có một cái niềm tin vào vị này. Ở đây á, là Pháp Hòa chỉ muốn xác định vị này không phải thuần túy của Phật giáo. Thì quý vị ai mà mình muốn theo thuần túy Phật giáo thì mình không nên. Còn nếu như ai mà tin vị này và đi theo cái giáo phái của vị này thì cái đó tùy, cái đó là cái quyền của mình. Còn Pháp Hòa chỉ có bổn phận xác định vị này không nằm trong Phật giáo. Vì một người đệ tử Phật thì không có cho ai niệm mình gì cả. Ngay cả những bậc hòa thượng tôn túc của mình, các ngài còn chưa bao giờ dạy chúng ta phải niệm danh hiệu gì của các ngài cả.
không? Còn cái tâm của chúng ta hướng về các ngài như một hình ảnh, như một biểu tượng, như một cái mô phạm để chúng ta noi gương tu tập, nghe lời chỉ dẫn của quý ngài thì có, chứ còn không có cái khác hơn. Thành thử ra Pháp Hòa chỉ có thể nói như vậy thôi. Không phải riêng vị này mà tất cả những vị khác, nếu mà các vị đó không phải nằm trong Phật giáo, thì nếu mình đã nhận mình là một Phật tử, mình muốn tu tập theo Phật giáo, thì Pháp Hòa chỉ sẽ giới thiệu quý vị tu theo Phật giáo. Còn xa hơn nữa thì Pháp Hòa không dám, vì cái này nó ngoài cái phạm vi của mình. Ngày hôm qua mình cũng có nói không, bất tại kỳ chính, bất mưu kỳ chính. Mình không phải ở trong phạm vi này thì không nói về cái phạm vi này. Dạ cho con hỏi, trong kinh Pháp Hoa phẩm an lạc hạnh phần thân cận xứ, vậy con phải hiểu thân cận xứ là sao? Thưa đại chúng, kinh Pháp Hoa là một bộ kinh đại thừa, gồm có 28 phẩm, mà phẩm an lạc hạnh này là phẩm thứ 14. Thì trong đó đó, ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Đức Phật, thì Đức Phật mới trả lời cho ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, một người mà muốn tu tập thì người đó phải có hai việc làm. Một gọi là hành xứ, hai là thân cận xứ. Thì hành xứ nghĩa là cái nơi chốn mà chúng ta ở, nơi chốn chúng ta tới. Còn thân cận xứ nghĩa là những người mà chúng ta giao tiếp, phải có những cái dè dặt để chúng ta không bị mất thời giờ, hay là không bị liên lụy trong khi chúng ta muốn thăng tiến trên con đường tu tập. Ví dụ trong kinh Phật nói á, là mình không có gần gũi những vị quan chức, những vị đồ tể, hay là thậm chí những người phụ nữ, vân vân. Nghĩa là khi chúng ta muốn giúp cho mình trên cái phương diện tu tập mà có kết quả tốt, gọi là trọn vẹn, thì chúng ta nên giảm duyên với những cái việc này. Vì sao? Vì chúng ta quan hệ thì ít nhiều gì nó đều có cái tính cách danh lợi, phóng túng. Ví dụ bây giờ mình thân cận với những người thích những cái buổi tiệc tùng, nhậu nhẹt, cờ bạc, vân vân, thì mình có muốn, mình muốn giữ tâm cũng không được, cũng khó. Tại vì mình vô đó rồi thì mình phải hòa nhập, mình hòa đồng vào trong đó, thì lời ăn tiếng nói mình nó sẽ khó có thuần thuần trong vấn đề tu tập. Hay là cái cách suy nghĩ của mình, thậm chí mình phải bị nghe những cái lời nói nó đi vào trong cái tâm trí của mình, thì tự nhiên mình bị xáo trộn. Vì vậy cho nên cái này không có gì, không phải là các vị đó người ta sai, nhưng mà ở đây là cái phần của mình. Nếu mà mình muốn được trên con đường tu tập này, trên con đường tu tập Pháp Hoa này mà cho nó trọn, thì chúng ta phải chấp nhận một số tạm gọi là hy sinh, những cái hy sinh mà chúng ta gọi là không giao tiếp. Ví dụ trong kinh này Đức Phật có nói là không có thân cận với vua quan. Thì Pháp Hòa mới nhớ một, ở trong thiền sử có kể một câu chuyện. Đó là vào thời Nam Tống, thì có một vị thiền sư, có thể nói là ngài như một người đắc đạo. Đạo hiệu của ngài là Đạo Duyệt. Thì cái đức hạnh của ngài, cái thần lực của ngài đã cảm hóa được ông Nhạc Phi, một vị danh tướng của thời Nam Tống. Thì quý vị biết là Nhạc Phi á, là một người, một vị quan trung thành. Nhưng mà trong khi đó ông Tần Cối á, là một người không trung thành, mà có ý ganh ghét với Nhạc Phi. Cho nên mới giả 12 cái lệnh triệu Nhạc Phi ở ngoài biên thùy đi về trong hoàng cung. Thì lúc đó mọi người đều biết đó là cái
cái giả tâm và cái âm mưu của Tần Cối. Nhưng mà ông Nhạc Phi thì ông giữ cái mức độ gọi là trung thành của mình đối với hoàng thượng. Cho nên ông sau cái 12 cái lệnh triệu thì ông lại đi về. Thì trên đường đi về, ông ghé vào chùa Kim Sơn ở Trấn Giang, vì lúc đó ở đó là ngài Đạo Duyệt đang trụ trì. Thì ngài Đạo Duyệt biết được ông gặp nạn, cho nên khuyên ông Nhạc Phi nên ở chùa đi xuất gia. Tại vì khi mà ông đi xuất gia đó, tức là ông rời khỏi cái quan trường, thì hoàng thượng không làm được gì ông hết. Nhưng mà ông Nhạc Phi, ông nhất định phải đi về, vì người xưa là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Cho nên là giờ hoàng thượng có triệu về thì phải về thôi. Thì trước khi đi á, thì ông có xin ngài Đạo Duyệt cho ông một vài lời. Thì ngài Đạo Duyệt mới nói với ông như thế này: tuế đệ bất túc, cẩn phòng thiên khóc, phụng hạ lưỡng điểm, tương nhân hại độc. Tuế đệ bất túc á, nghĩa là cuối năm chẳng đủ. Cẩn thận trời khóc. Dưới chữ phụng, dưới phụng có hai chấm. Đem người hại độc cho mình. Thì cái bài đó như là một cái lời huyền ký, một cái lời sấm, một cái lời mà gọi là nói trước cái chuyện gì xảy ra đến với ông Nhạc Phi. Thì khi mà ông đến, ông về tới triều đình rồi đó, thì Tần Cối vu oan và hãm hại ông, thì ông bị nhốt ở trong ngục. Thì trong khi mà ông nhốt trong ngục á, ông mới ngẫm lại cái thời gian, thì ông mới phát hiện ra rằng cái câu đầu của ngài Đạo Duyệt nói rất là đúng với cái thời gian, tức là tuế để bất túc, nghĩa là cuối năm chẳng đủ. Thì cuối năm đó là tháng 12, cái thời gian Tần Cối bị bắt là tháng 12, mà tháng 12 đó chỉ có 29 ngày thôi, tháng đó tháng thiếu. Tuế để bất túc nghĩa là cuối năm chẳng đủ, nghĩa là cuối năm là tháng 12, chẳng đủ là đó là tháng thiếu. Đề phòng thiên khóc thì khi ông nhìn ra cửa sổ thì ông thấy trời đang mưa. Là hai câu đó nó ứng với cái lời nói của ngài Đạo Duyệt. Thì đến câu thứ ba là dưới phụng hai điểm. Tại vì theo như chữ Hán viết á, thì chữ phụng ở dưới có hai điểm là chữ Tần. Tần ra là Tần Cối. Thành thử ra ngài đã nói trước việc đó. Cho nên khi mà ông Nhạc Phi ổng nghiệm lại cái lời huyền ký của ngài Đạo Duyệt thì ông biết là đại nạn đã lâm đầu, tức là đã tới nơi rồi. Thì không, thì đúng như vậy. Sau đó rồi Tần Cối mang rằng Nhạc Phi ra chém đầu. Thì khi mà chém đầu rồi đó, thì Tần Cối mới đi dò hỏi là trước khi Nhạc Phi chết có nói gì không. Thì người ta mới nói rằng trước khi ông Nhạc Phi chết, ông Nhạc Phi có nói một lời rằng chỉ hận là không biết nghe lời ngài Đạo Duyệt. Ngài Đạo Duyệt đã biết trước Tần Cối sẽ là người hại Nhạc Phi, mà ngài không có chịu nghe, cho nên để bây giờ tới gặp nạn. Thì khi mà ông Tần Cối ông nghe như vậy đó, thì ông biết rằng ngài Đạo Duyệt này là một vị, nghĩa là đã biết được như vậy, tức là đã biết cái âm mưu của ông Tần Cối. Cho nên Tần Cối mới cho một cái người làm việc dưới tay mình, đó là ông Hạ Lập, để mà đến để mà tiêu diệt ngài Đạo Duyệt. Thì trước trên đường ông Hạ Lập đi tới chùa Kim Sơn thì ngài Đạo Duyệt tập hợp đại chúng tới từ giả. Và trước khi ngài tịch, ngài để lại bốn câu: Hạ Lập tự Nam Lai, ngã vãng Tây Phương Tẩu, bất thị pháp lực đại, cơ hồ lạc tha thủ. Ông biết luôn cái người tới tên gì nữa. Ông nói Hạ Lập tự Nam Lai, tức là ông Hạ Lập này từ phiên Nam mà tới. Thôi ta biết như vậy cho nên ta tẩu. Chạy đi đâu? Chạy về Tây Phương trước. Ta biết như vậy cho nên ta chạy về Tây Phương. Và
nếu ta chẳng phải là người có pháp lực thì ta đã bị rơi vào cái tay cái người xấu rồi. Ngài nói xong rồi Ngài thi tịch. Thì ở đây câu chuyện này để kể lại để làm gì? Để muốn nói rằng thật ra không phải là lỗi của Ngài, bởi vì Ngài không phải là người muốn đi tìm tới ông Nhạc Phi để ông chơi. Nhưng mà ở đây câu chuyện để muốn nói đến khi chúng ta có quan hệ, có liên hệ thì ít nhiều gì chúng ta cũng phải có một, khi người kia có việc, có nạn thì chúng ta cũng phải có bị dính dáng. Có khi người ta kêu là tình nghi nữa. Thành thử ra ví dụ như giờ mình là một cái người đàng hoàng, không có phạm pháp gì hết, nhưng mà mình cứ giao du với cái người mà người ta có cái phạm pháp, người ta đi buôn bán những cái thuốc phiện vân vân, thì thế nào cảnh sát cũng để ý mình. Là vì mình, họ thường thấy số phone mình gọi cho người đó, họ thường thấy mình giao tiếp với người đó, mình đi với người đó, thì nếu người đó có chuyện gì hay là thì thế nào họ cũng kiếm tới mình để họ điều tra. Hoặc là họ trong cái âm thầm họ điều tra mình. Nếu mình mà trong sáng thì thôi, mình mà có tình nghi thì họ cũng sẽ mời mình luôn. Thì đây, thì đó, cái chữ thân cận xứ nghĩa là mình tu á, nó có hai phần. Một á là về cái mặt nơi ở, hai là cái mặt mình thân cận. Tại vì sao? Tại thân cận nó cũng quan trọng. Như ngày hôm qua mình học kinh Đại Thừa Tứ Pháp đó, thì trong đó cũng có nói rằng á, nếu mà mình muốn tu tập thì nếu mình rất là hạnh phúc nếu mình được ở chung với người có tu tập. Tại vì sao? Tại vì mình tu tập mà mình ở chung với người không tu tập thì rất là khó. Thì ngược lại, chúng ta là người tu tập mà chúng ta ở với người không tu tập thì rất khó. Đấy, gần đây có những câu hỏi, ví dụ như có một cô có hỏi là bây giờ cô ở nhà cô thờ Phật, cô thờ Phật mà mỗi lần cô thắp nhang thì bị ông chồng. Thế nữa là mình thấy ông nội cái người nhà của mình thôi, đừng nói chi tu tập gì lớn lao, nội cái chuyện thì chúng ta muốn thắp một cây hương cũng là khó khăn, chứ đừng nói là chúng ta muốn tụng một thời kinh mà dễ dàng nữa. Cho nên cái thân cận xứ, hành xứ, thân cận xứ là hai cái. Hành xứ là cái nơi chốn mình ở, còn thân cận xứ là những người mà chúng ta gần gũi. Từ những cái người quan chức cho đến những người làm nghề đồ tể, thậm chí của những người đàn bà con gái, hay là năm giống người bất nam vân vân. Thì đó là cái phẩm kinh An Lạc Hạnh thứ 14 ở trong kinh Pháp Hoa, nói về hành xứ, thân cận xứ. Ngoài ra là còn có những cái an lạc về lời nói, an lạc về cái nguyện, bốn cái hạnh ở trong trong phẩm An Lạc Hạnh có nói. Thì ở đây chỉ hỏi đến cái vấn đề thân cận xứ thì Pháp Hòa trả lời thân cận xứ thôi, chứ thật sự trong cái phẩm đó nói tới bốn thứ. Kính thưa Thầy, con có một câu hỏi. Con thường nằm mơ thấy ác mộng hầu như khoảng 5-6 đêm một tuần. Mặc dù có những chuyện không hề nghĩ đến, những cơn ác mộng và những giấc mơ không đầu không đuôi làm con tỉnh giấc sợ hãi và mệt mỏi. Vậy có phải con bị nghiệp gì nặng lắm phải không Thầy? Có chị bạn nói rằng thần kinh con bị yếu, khuyên con nên đi bác sĩ. Con cảm ơn Thầy thật nhiều. Nếu mà hôm nào mà Pháp Hòa có gặp những cái người mà tạo ra cái ác mộng này, Pháp Hòa sẽ nói chuyện hỏi giùm cho. Thưa đại chúng, căn cứ trong kinh luận á, mình nằm mơ á, chim bao á, nó có 5 nguyên do. Một á, là do thân thể mình mỏi mệt. Hai á, là do hàng ngày mình suy nghĩ đến. Ba á, là cái túc nghiệp của đời trước. Bốn á, là quỷ thần quấy phá. Năm là thiện thần nhắc nhở. Có nhiều khi á, mình gặp một cái hoàn cảnh nào trong quá khứ, trong cái đời trước nào của mình, mà nó tác động vào cái tàn thức của mình. Cái tàn thức là cái chỗ chứa đó. Cho đến đời nay,
Cho nên thỉnh thoảng mình gặp trong giấc chiêm bao mà bình thường không hề nghĩ đến như cái vị này. Thì cái trường hợp đó, cái trường hợp đó là do có thể ở quá khứ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè. Ví dụ như hồi nhỏ đó, mình gặp một cái tai nạn xe cộ rất là kinh hoàng. Kể từ đó về sau, mình thỉnh thoảng mình ngủ, mình cứ bị những cái giấc ngủ đó, giấc mình thấy lại cái giấc chiêm bao đó. Đó, mình nói ví dụ vậy đi. Thì trong quá khứ, nhiều khi có những cái gì nó tác động mạnh trong tâm thức mình, và nó làm cho mình phải chứa cái đó rất là sâu dày. Cho nên qua tới đời này, thỉnh thoảng cái đó nó hiện. Ở trong chúng ta có một cái gọi là tàng thức, tức là cái chỗ chứa, giống như bây giờ là cái memory vậy đó. Khi mình ngủ á, là con mắt, mắt, tai, mũi, miệng, thân, năm cái thức của năm cái căn này nó ngủ. Ví dụ mình nhắm mắt mình ngủ sai rồi thì con mắt đâu có làm việc nữa, thì nó đâu có nhận biết gì nữa đâu. Cái lỗ tai mình không nghe gì nữa, thân mình không xúc chạm gì nữa, thì năm thức này nó ngủ. Có một cái nó làm việc thôi, đó là ý thức. Ý thức nó làm việc, nó đi vô, nó moi những cái gì trong cái tàng thức mình ra. Cũng giống như á, bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ để chúng ngồi thiền. Quý vị nhắm mắt lại xong cái thì mắt không thấy gì nữa, tai không làm gì nữa, nói chung là ngồi yên vậy rồi là không cử động không gì nữa. Nhưng bắt đầu cái ý thức nó nhớ những chuyện gì đang ngồi. Ủa, hồi nãy mình đi mình tắt lửa lò chưa ha, rồi cái chìa khóa xe mình để đâu, nãy giờ mình không nghĩ tới. Nhưng mà khi mình nhắm mắt mình định thì cái đó nó đi tìm, cái ý thức nó vô cái tàng thức nó moi ra. Thì cái ví dụ như vậy cũng giống như khi mình ngủ, năm cái thức kia nó ngủ, chỉ có ý thức nó làm việc, nó đi vô cái tàng thức nó móc ra. Nó móc ra rồi mình có chim bao. Thể mà mình thương người nào, đem ra ban đêm nói. Rồi mình ghét người nào, đem ra mắng, đánh. Cho nên rồi cái trường hợp, hai cái trường hợp kia là không phải. Một là do thân mỏi mệt, hai là do hàng ngày mình suy nghĩ, ba là do cái quá khứ, bốn là có nhiều khi quỷ thần quấy phá, tức là mình thiếu cái đạo lực. Trường hợp như vậy đó thì chúng ta cần phải làm lành, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, định cái tâm cho nhiều, cho cái lực của mình nó trưởng dưỡng trở lại, thì nó không đủ, cái kia nó không đủ, nó áp mình. Nhiều khi có những cảnh như vậy để chúng ta thúc liễm mình lo tu. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, mình lái xe mà không có cảnh sát ở xa xa, mấy cái đèn chớp chớp mà không biết đèn gì, nhiều khi là ambulance là gì đó mà thấy cái gì chớp chớp là bắt đầu thắng lại. Thấy không? Thành thử trong cuộc đời mình thỉnh thoảng có những cái trường hợp vậy để cho mình thúc liễm mình trở lại bớt. Cho nên trường hợp mà vị Phật tử gặp như vậy thì nên tụng kinh nhiều một chút để định cái tâm. Cái này không phải là mình bị thần kinh, không phải là thần kinh yếu, mà tâm mình nó không có định. Vì tâm không định cho nên thường thấy những giấc chiêm bao. Và người nào thường chiêm bao thấy mộng mị nên ngồi thiền, nên niệm Phật, nên tụng kinh. Ba cách đó quý vị chọn cách nào cũng được. Hay là quý vị chọn là mình trì một bài thần chú mỗi tối. Ví dụ trì chú Đại Bi. Quý vị hiểu ý mà nói ha. Cũng giống như khi tâm mình chưa định, tâm mình không định thì sao? Cái suy nghĩ mình nó không sâu, cạn cợt lắm. Và mình hay rất là dễ phản ứng khi cái gì nó đến với mình. Ví dụ như người ta tới, người ta nói một câu, phản ứng liền. Có nhiều khi mình hớ, vì mình thiếu cái sự trầm tĩnh. Cho nên phải tập cho mình có cái trầm tĩnh. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái ví dụ để quý vị tập. Khi quý vị lái xe, mùa đông mùa hè quý vị lái giống nhau. Ở bên Canada đó, mùa tuyết đó, thì phải lái thật chậm và thắng thật xa. Không có được thắng gấp là xe nó quay liền. Thì Pháp Hòa tin rằng á, ở những cái xứ tuyết cũng giống nhau. Có điều là quý vị tuyết ít hơn thôi, có thể.
Nhưng mà cái nghệ thuật, cái thuật mà người ta chỉ cho mình khi mình lái xe vào mùa đông á, là mình phải, thí dụ cái đèn này kia là mình phải lái chậm, từ từ từ, không thể thắng gấp. Thắng gấp là xe nó quay. Thì mình phải tập cho mình định tĩnh, trầm tĩnh khi lái xe. Mùa hè mùa đông lái giống nhau. Pháo Hòa là mùa hè Pháo Hòa cũng thắng từ xa vậy. Tập cho mình thành một cái thói quen. Bên cạnh đó cái gì cũng từ từ, ví dụ như bước xuống cầu thang cũng đi từng bước. Cái gì, thí dụ trước khi mình dỡ cái nắp, mình phải biết rằng cái nắp nó là sao. Nó nóng, kiếm cái đồ cặp. Khi uống nước, cầm ly nước lên, mình biết nó nóng thì phải thổi. Đôi khi mình có thói quen cầm lên, biết nóng mà vẫn đưa vô uống. Uống sao nóng quá, bỏng, bỏng. Tại vì mình biết vẫn là nóng, nhưng mình vẫn uống. Cái đó Phật gọi là gì? Biết mà cố phạm. Cho nên cái tấm mà hấp tấp của mình nó quen rồi. Nó thành một cái thói quen rồi. Cho nên mình phải tập ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Cái gì cũng từ từ. Từ từ đây không có nghĩa là lúc nào cũng cái kiểu như là mình giả bộ, không phải vậy. Ở đây có nghĩa là chúng ta phải tập trầm tĩnh trước mọi tình huống để chúng ta có thể giải quyết một vấn đề cho nó dễ. Cho con hỏi, nếu phụ nữ tới tháng có đi chùa được không? Có lại Phật được không? Có tội hay không? Thưa đại chúng, cái điều này nó rất là thật. Quý vị đừng ngại gì hết, cứ bình thường. Không hề có tội. Không hề có tội và không hề có một sự kiêng cữ gì cả. Tại sao? Vì đó là cái chuyện thường tình của thân thể người nữ. Đức Phật là bậc giác ngộ, Ngài hiểu còn hơn mình nữa kìa. Nếu mà nói dơ, không phải vậy gọi là dơ đâu. Xin lỗi, người bình thường không tắm cũng dơ như thường. Nếu nói dơ, cái miệng mình cũng dơ, lỗ tai mình cũng dơ. Đại chúng quán chiếu lại, trong con người chúng ta 36 cơ thể, bộ phận của chúng ta có 36 phần, mà trong cơ thể này đã 9 chỗ bài tiết tạp dơ, 9 cái lỗ, gọi là cửu khiếu. Cửu khiếu tức là 9 cái chỗ phát ra chỗ dơ. Hai con mắt mình nè, hai lỗ tai mình nè, hai lỗ mũi mình nè, lỗ miệng mình nè, rồi đường tiểu, đường tiêu, chỗ nào cũng tiết ra tạp dơ cả. Rồi bây giờ mình lo mình tắm, mình rửa, mình xà bông, mình xầu thơm đủ thứ, mà ở trong này nó cũng chứa một bụng dơ. Thành thử ra nếu nói dơ là dơ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, chứ không phải cái chuyện đó mới dơ. Đừng ngại chuyện đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ không lẽ vậy là không chùa mấy sư cô không tụng kinh. Đừng ngại chuyện đó. Không tội lỗi gì với cả. Đức Phật là bậc giác ngộ, Ngài thấu đáo lý lẽ đó còn hơn mình. Chỉ có phàm phu mình đủ chuyện thôi. Giờ mình không được đi tụng kinh. Xin lỗi, bây giờ mình có đánh răng cho sạch rồi, cũng có thật sạch không? Cũng chỉ là tạm thôi. Miếng ăn mà mình để trên bàn thật là thơm, thật là ngon, nhai ba cái nuốt qua khỏi cổ họng là thành tạp dơ rồi. Đồ bổ cỡ nào, đồ dở cỡ nào, đồ ngon cỡ nào, vô trong cái đường ruột rồi hồi nó ra giống nhau. Nếu nói gọi là phân tích cái dơ. Cho nên quý vị yên tâm chuyện đó, không hề tội lỗi và không cần né tránh, cứ bình thường. Cái quan trọng là chúng ta biết tắm rửa giữ gìn, để mình cảm nhận rằng mình tạm sạch khi mình đến với cái sự gọi là mầu nhiệm thiêng liêng vậy thôi. Quý vị giải thoát chỗ đó nha. Tu vậy là tu giải thoát. Tu như vậy gọi là tu giải thoát đó. Còn không là càng tu càng ràng buộc. Thưa Thầy, some say Buddhism is not a religion. Xin Thầy giải thích câu đó đúng hay sai. Nghĩa là thưa Thầy, có người nói rằng Đạo Phật không phải là một tôn giáo,
điều này có đúng không? Dạ đúng vậy. Bởi vì tôn giáo là có thần linh. Trong tôn giáo phải có thần linh. Mà đạo Đức Phật không phải là thần linh. Thần linh là nhận của người ta rồi xong ban phước giáng họa. Theo thần linh phù hộ, cho lên trển ở. Không theo thần linh gửi xuống dưới. Vậy là thần linh hợp tác hết rồi. Thần linh đó đã có ký contract hết rồi. Có chia chác với ở trển với dưới rồi. Ở giữa này nhận rồi chia. Tôn giáo mới có thần linh. Đạo Phật không phải tôn giáo. Bởi vì hễ tôn giáo là có đức tin. Mà đức tin mà không có sáng suốt thì gọi là cuồng tín và mê tín. Mà đạo Phật là gì? Đạo Phật là một lý lẽ để chúng ta sống. Đạo Phật là con đường dẫn chúng ta sống thượng, sống thiện, sống giải thoát. Chúng ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ngủ, vẫn nói, vẫn hành xử. Nhưng hàng ngày chúng ta hành xử, nói năng, làm việc toàn bằng những cái tập khí phiền não của mình. Cho nên nói làm ta khổ, hành động làm cho người ta khổ, ăn uống không chánh niệm. Bây giờ lấy ánh sáng đạo Phật soi vào mỗi cái nếp sống của mình. Ăn có chánh niệm là ăn phải cẩn thận cái gì đưa vào cơ thể để không mang bệnh tật cho mình. Nói có chánh niệm, mình có quyền nói, nhưng nói có chánh niệm là nói những gì để cho người khác bớt khổ, bớt buồn. Chúng ta vẫn hành xử, nhưng hành xử như thế nào để cho nó dễ thương. Tại vì thủy chung đời người ai cũng chết, tu cũng chết, không tu cũng chết. Nhưng mà có những cái chết mà người ta còn thương, còn có những cái chết người ta nói là sao? Mừng. Khi con sanh ra là một đứa nhỏ, con khóc, người xung quanh cười. Cười vì con đã sanh ra bằng một đứa nhỏ khỏe mạnh. Vậy con hãy sống như thế nào để khi con mất, con cười mà người ta khóc. Đạo Phật nếu chỉ là tôn giáo thì chúng ta chỉ tới lại thần linh, xin thần linh. Rồi chỉ có tin thần linh là một đấng tối cao, và không hề biết thần linh giải gì hết. Chỉ cứ cúc cung vân giữ, mà vân mà không biết cái gì. Tại sao vân giữ mà không biết giữ cái gì? Cho nên Đức Phật không hề là một đấng thần linh, mà Đức Phật chỉ là một người thầy. Đức Phật chỉ là một người thầy, mà người thầy này là người thầy tỉnh thức giác ngộ. Cho nên chữ Phật là tỉnh thức, chữ Phật nghĩa là giác ngộ. Vậy thì đạo Phật là đạo giác ngộ chứ không phải đạo mê tín. Còn cái chuyện mà mình đến trước Phật, mình lại, mình xin, mình cầu, mình nguyện đó, chẳng qua là một phần nào để an ủi những lúc chúng ta đau khổ. Nhưng mà cuối cùng cũng phải dạy cho chúng ta tu tập, chứ không phải nhờ đó không mà đủ. Ví dụ như người ta đang bệnh quá, nói chị lên tụng kinh cầu an cho. Người ta lên ta tụng kinh cầu an tiếng đồng hồ, cái người ta nghĩ là người ta được. Mình gia tâm, mình gửi gắm cái bình an của mình, ít nhất người ta cũng an được giờ đó. Rồi người ta cũng cảm nhận được cái năng lượng yên lành mà mỗi người đang thương họ gửi gắm tới họ. Cầu siêu, chết rồi nhờ thầy tới cầu cho siêu. Thầy không cầu ai siêu được. Nhưng mà có thầy đến, tự nhiên gia đình cũng cảm thấy, theo phong tục Việt Nam thì ấm cúng. Theo cái cảm tình thì sao? Mình cảm thấy mình được cái sự quan tâm của thầy đến tụng thầy kinh. Và mình cũng nghĩ rằng người thân mình quẩn quẩn đâu đây nghe được lời nhắc nhở. Nhưng mà thật sự siêu hơn hết là người sống hưởng. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói rõ mà, những gì chúng ta làm cho người mất, trong 7 phần công đức người sống hưởng 6 phần. Đó, rõ ràng như vậy. Người chết hưởng 1 phần, người sống hưởng 6 phần. Hỏi phần gì? Dạ phần ăn. Cúng bài linh đình, nhưng mà cuối cùng người sống ăn không chứ có ông bà nào ăn đâu. Thực tế là vậy.
đó, nói cái chuyện ví dụ vậy đó. Nhưng mà thật sự tụng một thời kinh đó rồi, thí dụ tụng thời Địa Tạng đi, có phải người người sống nghe được tội phước nhân quả, biết khép mình, biết chỉnh đốn mình, đời sống mình an hơn? Rõ ràng cái hình thức đó là một cái hình thức để hướng dẫn cho chúng ta, để chúng ta sống. Ví dụ như nói anh theo tôn giáo nào, mình cũng theo lệ, mình trả lời dạ tôi theo Phật giáo. Nhưng mà chữ Phật giáo là gì? Phật là tỉnh, là giác. Giáo là dạy. Nghĩa là Phật giáo nghĩa là dạy cho mình sống tỉnh giác chứ không có mê lầm. Cái điều Phật nói mà nó không phù hợp với mình, quý vị không theo cũng không có chút tội lỗi nào hết. Bây giờ nói là đa phần là Phật tử ăn chay, quý thầy là ăn chay. Bây giờ kiểm lại Phật tử tại gia mình, mấy người được ăn chay trường, rồi mấy người ăn chay kỳ. Có những người mang danh đạo Phật đi chùa một ngày cũng không có, mặc dù là đạo Phật nha, nhưng mà đi chùa không có đi. Một năm giỏi lắm đi ngày mùng 1 lấy lệ, không có nghe giảng, không có, mình không có ép buộc cái gì hết. Phật giáo không có một cái gì, bởi vì nếu mà tôn giáo là có điều lệ, tôn giáo là phải có điều lệ, à, anh phải thợ này, anh cúng kia, anh làm anh tội lỗi gì đó. Phật giáo không có, quý vị không nghe đó. Nhưng mà nếu quý vị tới chùa, quý vị quy y á, là không phải quy y để mà gọi là thờ Phật làm cái đấng tối tôn tối cao của mình, để thề thốt gì với Phật, trọn đời hiến dâng gì cho Phật, mà quy y để nghe Phật, nhận cái lời của Phật là giữ năm giới: đừng giết người hại vật, không trộm cắp gian tham, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè bê tha, cờ bạc phúc sách. Bây giờ năm cái đó mình giữ lợi cho Phật hay lợi cho mình? Lợi cho mình, mà rõ ràng năm cái đó có liên hệ gì tới đạo giáo đâu. Anh đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì không cần biết, anh giữ được cái này là anh có lợi. Dù anh đạo gì đó, nhưng mà rõ ràng không, năm cái này nó có liên hệ gì đó một cái đấng thần linh tối cao nào đâu. Nó rõ ràng cho con người, mà hãy giữ được cái này là gia đình hạnh phúc, xã hội an lành. Vì vậy cho nên cái lá cờ Phật giáo có năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, tượng trưng cho năm giới. Mà xanh, vàng, đỏ, trắng, cam còn tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này giữ năm giới này thì cả thế giới đại đồng. Cho nên ở dưới này có năm cái nhỏ nhỏ nó nói nhau. Năm cái nhỏ nhỏ đó là tượng trưng cho sự dung nạp. Còn nếu muốn phân tích chi tiết nữa, tóc là xanh, da là vàng, máu là đỏ, xương là trắng, tủy là cam. Đó là một con người. Mỗi con người giữ năm giới thì thế giới an lành, gia đình hạnh phúc. Giữ năm này Phật không có lợi gì hết á. Mà mình có làm năm điều này Phật cũng chẳng hại gì, nhưng mà gia đình mình đổ vỡ, xã hội mình không bình an. Quý vị rõ được chỗ này ha. Cho nên á, thật sự ra theo cái ngôn ngữ thường tình trả lời người ta là tôi đạo Phật, tôi Phật giáo. Nhưng mà nói cho cùng là Phật giáo là dẫn hướng chúng ta sống chánh niệm tỉnh thức. Anh vẫn ăn, nhưng mà ăn phải chánh niệm tỉnh thức, còn không thì anh mang bệnh. Mà lỡ anh ăn bậy bạ rồi anh bệnh rồi, bây giờ học tiếp nữa, cẩn thận tiết chế, đừng để nó bệnh nữa. Thưa thầy, xin thầy thương xót chỉ con, chỉ pháp hành dễ thực tập trừ bỏ tâm sân và tật đố. Muốn bỏ tâm sân tật đố nhưng mà phải thêm câu cái gì dễ làm. Cũng giống như nói con muốn đãi tiệc 10 món mà món dễ á. Món dễ thì mì gói, nước tương, trứng chiên, còn cái gì thật sự, cái gì mà nó cũng là dễ nếu mình biết. Không biết là nó khó.
Thí dụ bây giờ quý vị biết nấu cà ri mà người ta nhờ nói nấu cà, nói một nồi cà ri là dễ dàng tới biết nấu. Cho nên cái dễ không phải là nó khó, mà tại mình biết thì nó dễ. Cái khó không phải tại nó khó, mà tại mình không biết thì nó khó. Con người mình á, tham, sân, tật, đố, đó là những cái chất độc mà mình đã huân nhiều đời, nhiều kiếp, rồi cộng thêm môi trường, đời sống hiện tại. Cho nên Phật dạy mình là hãy quán chúng sanh xung quanh mình đều là bà con quyến thuộc, để mình giảm được cái đó. Hằng ngày á, quý vị muốn giảm được cái tâm sân si ích kỷ á, mỗi ngày á, ai cho mình cái gì phải thấy cả một sự biết ơn. Ở trong phát Bồ Đề Tâm Văn á, Ngài Thật Hiền có nói cái chỗ phát tâm Bồ Đề mình á, phải dựa theo 10 chỗ. Có 10 thứ để phát tâm Bồ Đề. Trong đó vì chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề. Tại sao? Vì chúng sanh từng là bà con quyến thuộc của mình. Đấy, Pháp Hòa rất là hạnh phúc. Tại vì đi đâu Pháp Hòa cũng có bà con quyến thuộc hết. Đi đâu Pháp Hòa cũng có cô, chú, dì, dượng, cha, mẹ, ông, bà của mình hết. Cho nên mình thấy mọi người đồng đẳng như vậy. Pháp Hòa chưa hề bao giờ nghĩ, ôi mấy vị này là Phật tử, mình là người xuất gia cao hơn bực. Không. Luôn luôn nghĩ mình được đi gặp bà con quyến thuộc Phật Pháp của mình. Nếu người ta không phải bà con quyến thuộc Phật Pháp của mình, mời mình tới người ta cũng không tiếp nữa chứ đừng nói. Người ta ngồi đây người ta chờ mình cả giờ đồng hồ. Cho nên trân trọng lắm. Mỗi ngày mình phải mở tâm mình trân trọng mọi người, trân trọng những gì người khác làm cho mình. Rồi mình thấy cái hay của người, mình học. Cái dở của người ta cũng học. Mà học cái gì biết không? À, học cái vĩnh viễn phải chừa. Không làm cái đó. Cho nên á, nó dễ nhưng mà không phải dễ. Tại vì mình bị cái này nhiều. Cho nên biết mình sân si nhiều, mà bây giờ muốn tập tha thứ trừ bỏ tâm sân phải cố gắng. Cũng giống như mình biết á, mình ghiền cái gì nặng rồi thì phải cố gắng lắm mới bỏ được cái đó. Còn cái gì mình mới tập tành thì bỏ nó dễ. Sau thời tụng kinh, đại chúng thường đi kinh hành, có một quy tắc nào cho bước chân đi kinh hành không? Thường quý thầy dạy niệm chữ Phật rơi vào chân phải, nhưng có nhiều đạo tràng lại niệm chữ Phật rơi vào chân trái. Vậy cách nào là đúng? Thường thường ở trong chùa mình, trong những cái pháp tu để tích cho cái tâm mình tịnh, nó có 4 cách. Một là ngồi, hai là đi, ba là đứng, 4 là nằm. Chúng ta gọi là hành trụ tọa ngọa. Nhưng mà đa phần á, thì cái nằm cái đứng thì ít. Đa phần là ngồi với đi. Khi mà chúng ta ngồi á, yên gọi là ngồi thiền. Chúng ta đi mà có chánh niệm gọi là đi thiền. Đi thiền gọi là thiền hành. Ngồi thiền gọi là thiền tọa. Còn chữ kinh là gì? Chữ kinh là mình trải qua. Đi từng bước, hành là đi, đi từng bước trải qua, dòng hai dòng kêu là kinh hành. Không có cái nào đúng mà cũng chẳng có cái nào sai, tùy theo cái bước chân của mình. Nhưng mà hễ mà có lập một cái đạo tràng thì thống nhất với nhau. Có đạo tràng mà quy định là đi như thế nào để chân trái chân phải mình nó đều đặn với nhau thì người ta quy định hễ Nam Mô A, chữ A là chân trái phải bước, Di Đà Phật là chân phải phải bước. Cái đó là tại vì mình lấy câu niệm Phật để buộc cái bước chân, để giúp cho bước chân mình chánh niệm phải trái ngay cái chỗ. Bây giờ mình nói mục đích đi thiền hành để làm gì? Để cho mình chánh niệm, đem cái thân tâm mình trở về một mối, chứ không phải là cái chuyện là mình làm cái gì đặc biệt đâu. Thay vì mình ngồi đau quá, mỏi quá, đi. Bây giờ đi sao cho có chánh niệm? Thì bây giờ các vị mới tập cho mình niệm Phật.
Tại vì mình ở bên cái truyền thống Đại Thừa Bắc Tông thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, chứ như ở bên Nam Tông người ta có Phật Di Đà đâu, người ta niệm. Thì người ta niệm gì? Bước chân trái, ta nói đây là bước chân trái. Bước chân phải, ta nói đây là bước chân phải. Bước chân nào mình biết rõ đó, tên gọi của bước chân đó. Miễn là sao trong khi mình đi mà mình không bị quên lãng, đi mà có chánh niệm, gọi là đi kinh hành hay là đi thiền hành. Nhưng mà mình lấy câu niệm Phật để giúp cho tâm mình cột quên vào đó. Nam mô a, mình có chuông có mỏ thì cốc cốc beng cái mình a beng beng cốc Di Đà Phật. Tại vì mình có chuông có mỏ mình niệm vậy. Ở nhà mình á không cần vậy đâu, mình cứ đi thanh thản, đi thật thanh thản. Nam mô a, bước chân trái, Di Đà Phật. Nhưng mà đi thư thả, không cần đi như cái máy, phải không? Hễ mà đang lỡ mà cái chữ Phật nó ngay cái chân trái, cái lật đật đi trước nữa cho chữ Phật nó ngay chân phải. Quý vị thấy thỉnh thoảng cũng có người đang đi vậy, cái chân trái lỡ ngay chữ Phật, cái lật đật bước lên. Thật sự ra tại vì ở trong một cái chúng đông thì phải có một cái quy định nào đó để cho mọi người theo cái bước chân nó nhịp nhàng, để nó không có lộn xạ. Chứ còn mình ở nhà một mình bình thường thôi, cứ đi thông thả niệm, ai kiểm mình, ai hối mình đâu. Trước không có người, sau không có người, mình thênh thang mà bước chi cho nó đúng này đúng kia. Sở dĩ người ta đúng vậy là để cho bước chân này đừng dẫm bước chân kia. Cái ý nó vậy, chứ nó chẳng có cái một cái quy định nào cả. Nhưng mà sở dĩ tạm thời quy định để chi? Để chúng ta ổn định thứ lớp trong một cái môi trường đông. Giống như chuông mỏ tụng kinh trong chúng là để, bởi vì chúng đông tụng không có ăn rập, cho nên tạo một cái mỏ để tụng cho nó ăn rập. Chứ còn mình tụng một mình ở nhà không chuông mỏ không có sao hết. Tụng một mình mà ai rượt đâu. Tụng từ từ cũng mình nghe, mà tụng chậm rãi cũng mình nghe, tụng nhanh nhẩu cũng mình nghe, khỏi chuông khỏi mỏ. Có nhiều vị gõ liên tu bất tận mà miệng là tụng rất chậm. Nam mô a di đà bà già đa tha giả đa giả đa điệt giả tha di rị đô bà tì. Chuông mỏ điên đường hết trơn mà cứ trùm hết trơn vậy đó. Không? Thành thử ra mình nhớ tất cả những đó chỉ là một phương tiện. Vậy thì cái tốt nhất nếu ở nhà đi kinh hành thì chúng ta tự do. Còn nếu mình đến đạo tràng nào người ta hướng dẫn sao mình đi theo đạo tràng đó. Chứ nói không, đạo tràng này đi sai nè, đi chân trái là sai, phải đi chân phải mới đúng. Mình tới đâu thì mình làm như vậy. Ví dụ như ở đây mình lái xe, cái người lái xe, cái tay lái nằm bên đâu? Nằm bên trái. Mẹ qua bên Úc á, tay lái nằm bên phải. Rộng lẽ mình qua bên Úc mình nói lái, người ta lái sai, phải không? Thành thử mình tùy thuận ở đâu mình làm vậy. Nhưng mà tất cả chỉ là một phương tiện. Cái cốt cách, cái cốt yếu là đi để chúng ta có tỉnh giác trở về với cái giây phút chánh niệm hiện tại thôi. Cũng giống như á, có người ta niệm Phật, ta ngồi thiền, ta đâu có biết niệm gì đâu, ta đếm số. Hít vô, thở ra, đếm 1. Hít vô, thở ra, đếm 2. Cái đó gọi là sổ tức. Chữ sổ là đếm, chữ tức là hơi thở. Sổ tức là đếm hơi thở. Rồi có những người Mỹ, họ đâu có biết niệm Phật, thì Pháp Hòa chỉ cho họ đi thiền hành theo bước chân. Họ bước một bước, I have arrived, tôi tới rồi. Bước một bước nữa, tôi đã về rồi. I have arrived, I am home. Where did you arrive? To the present moment. Where is your home? Present moment. Cho nên người Mỹ họ tập đi thiền hành mỗi một bước, I have arrived, I am home, I have arrived, I am home. Khi mà đọc như vậy thì cái bước chân của họ chánh niệm từng bước chân như vậy. Rồi có nhiều người á, mấy đứa nhỏ tập đi thiền hành, nói mẹ con có đi khóa tu không? Dạ mẹ con ở nhà. Vậy con đi thiền hành cho mẹ nha. Bước một bước chân, con đang đi cho mẹ. Bước một bước nữa, con đang đi cho ba. Khi mà nó thấy rằng nó đang đi cho mẹ,
nó đang đi cho ba, nó không còn nghĩ xa xa, nó chỉ biết ba với mẹ. thì như vậy là bước chân nó có chánh niệm rồi. Đa số con người mình đi không hề biết mình đi, thậm chí ăn mà không hề biết mình ăn mà. Tại vì mình ăn với cái iPhone, mình ăn với cái iPad, mình ăn với Facebook, mình ăn với FaceTime, mình ăn với TV, mình ăn với thời sự, mà mình không ăn với thức ăn, mình không ăn với gia đình. Bây giờ đời sống của chúng ta bây giờ là ăn với cái khác không à, thậm chí ngủ với cái khác luôn, ôm cái iPad ngủ suốt. Có nhiều bác viết để lên: thầy ơi, con báo cho thầy hay, tối nào con cũng ôm thầy ngủ. Thưa đại chúng, cái mục đích tu hành không phải để mình thành Phật. Thành Phật cũng đúng thôi, nhưng mà chuyện đó khoan đó. Chuyện tu hành là mình thành mình là ai trong giờ phút hiện tại. Mình biết được mình và đời sống trong gia đình của mình. Ăn biết mình ăn, nói biết mình nói, ngồi biết mình ngồi, uống biết uống. Cho nên á, khi mình ăn cơm, mình biết mình đang ăn cơm. Mấy đứa nhỏ, mình cũng tập cho nó. Mọi người lớn phải tập trước. Tới giờ ăn là cất hết mọi thứ, tivi cũng phải tắt. Mọi thứ khác cất, ăn một bữa cơm gia đình. Đâu có bao nhiêu giờ đâu. Giỏi lắm là nửa tiếng đồng hồ. Sau đó rồi á, là mạnh ai nấy đi. Con nó về phòng nó học, chồng thì football, vợ phim Hàn Quốc, có ai nhìn ai đâu. Không có 30 phút thôi, mà cũng không, có nhiều vị ăn cơm còn, tới giờ phim đó đó con mở cho má ăn cơm mà con. Mình tập cho nó rồi mai mốt nó nói má ăn cơm với con, nhưng mà con bận nói chuyện với bạn gái, bận với bạn trai. Cho nên là mình phải tập. Cái gì cũng do mình, quý vị thấy hồi trước kia mình không có, mình đâu lụy gì đâu. Giờ có nào dính nấy, có gì dính nấy. Chứ mình có rất nhiều nhưng mà không giải thoát được món nào hết. Có món nào dính món đó, có món nào dính món đó. Con muốn quy y mà sợ không giữ được 5 điều, xin thầy cho con biết phải làm sao. Dạ khỏi giữ. Giống như dạ thưa thầy, con muốn thắp nhang mà con sợ khói, vậy khỏi thắp. Còn không thắp nhang điện. Cái này Pháp Hòa đùa thôi, nhưng mà Pháp Hòa hiểu cái ý. Thưa đại chúng, nói này ra là mình thương Phật, thương lắm. Phật biết mình hết trơn, Phật biết mình trả giá với Phật dữ lắm. Và Phật biết rằng trong tương lai thời đại phải on sale. Sale 50% nó không mua đâu, sale 75% nó mua. Mà đi ngang shop mà thấy cái giá nào đỏ đỏ là nhào vô liền. Tại vì cái đó là on sale, big sale. Còn không là gì, clearance. Phật dạy trong kinh U Bà Tắc nè: người nào giữ 1 cho tới 2 giới gọi là tiểu phần cư sĩ. Người nào giữ được 3 giới gọi là bán phần cư sĩ. Người nào giữ được 4 giới là đa phần cư sĩ. Người nào giữ được trọn 5 giới gọi là toàn phần cư sĩ. Như vậy bây giờ 5 giới giữ không nổi, giữ 2 giới được không? Dư sức. Thật sự mà nói á, nói cho cùng 5 giới này chúng ta tuy không thọ mà đã giữ rồi. Giờ mình giết ai? Bất quá gián kiếm. Ở đây mai em có thằng lằn. Thì cái sát sinh là gì? Cái trước hết là đừng giết người hại vật. Đừng tán thành khuyến khích mọi sự giết chóc.
cũng như không khởi niệm, không khởi niệm giết chóc. Giận ai quá cũng đừng bao giờ nói tôi mà đập cái thằng này mà chết mà không ở tù tu tập liền à. Cứ khởi như vậy hoài, thành thử ra lâu ngày nó thành cái tập khí của nghiệp ý, chứ chưa tới hành động, chưa tới. Nhưng mà hai cái nghiệp kia nó có mặt, nghiệp thân và nghiệp ý. Chỉ còn cái là hành động là thành thân nghiệp luôn. Cho nên không khởi. Giận thì nói gì đó, nhưng mà đừng khởi có cái ý là giết gì hết, hay là rủa xả người khác. Chết đâu chết khuất cho rồi, thí dụ vậy. Sát sinh nè, trộm cắp nè, tà hạnh nè, lường gạt nè, rượu chè cờ bạc phúc sắc, những cái gì mà mình trở nên ghiền không tự chủ được, nó đều rơi vào cái thứ năm hết. Hay là thậm chí là ăn uống phải có chánh niệm, những cái gì không hợp cho thân thể đừng ăn, tại vì có những thứ nó sẽ làm mình bệnh. Phim ảnh sách báo nào làm cho tâm hồn mình đảo điên không còn tự chủ, phải tiết chế. Đối với người xuất gia việc là phải tuyệt hẳn, còn đối với cư sĩ là tiết chế. Hay nó rõ ràng, nó rõ như vậy. Ví dụ như người xuất gia là tuyệt hẳn không uống rượu, nhưng mà người tại gia vì xã giao trong đời sống, thỉnh thoảng một hai ly để gọi là xã giao. Nhưng mà nhớ chỉ xã giao thôi nha, giao xong rồi xã, chứ đừng có thâm giao. Thâm giao là uống mỗi ngày, phải không? Thâm giao là uống mỗi ngày. Còn mới gặp nhau một ly thôi gọi là sơ giao. Một ly lúc đầu gặp nhau là sơ giao, rồi quan hệ với nhau gọi là kết giao, rồi lâu ngày gọi là thâm giao, phải không? Nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái gì mà liên tục là sẽ sanh ghiền. Cái gì liên tục là ghiền. Mà khi ghiền là mất tự chủ, mà mất tự chủ thì mình không còn là mình, thì mình bị nó lôi. Uống rượu, hút thuốc, xì ke, ma túy không có tội, nhưng có lỗi. Tội là chúng ta thấy rằng á, chúng ta cố tình làm tổn hại gọi là tội. Nhưng lỗi là mình có cái lá phổi tốt mà không giữ, có lá gan tốt không giữ, mà mình cứ đem những cái chất độc vô hại phổi hại gan là lỗi. Nhưng mà lỗi mà nó cộng mỗi ngày thì thành tội. Cho nên lỗi mà không trừ thì tội ngay trước mắt. Thời của Phật á, Phật không có cấm uống rượu. Nhưng mà sau đó rồi có những người, người ta do rượu mà phá bốn giới trên, sai rồi là có thể giết người, do nóng nảy cãi gỗ với nhau, sai rồi có thể xâm trộm cắp, sai rồi có thể làm việc tà hạnh, sai rồi có thể nói những lời khổ não tới người khác. Cho nên Phật nói rượu tuy không là gì, nhưng nó là có khả năng làm cho mình hủy bốn giới trước, cho nên Phật cấm. Mà thưa đại chúng, Đức Phật rất dân chủ, Phật không hề chế bất cứ một giới nào nếu không có người vi phạm. Hôm rồi chở Pháp Hòa từ ở phi trường về chùa, em Phật tử ngồi trên xe nói thầy con có thắc mắc, tại sao quý thầy 250 giới, quý sư cô tới 348 giới? Pháp Hòa mới nói thật sự nếu mà nói giới, nói nghe cho nhiều chứ phần lớn là oai nghi. Ví dụ người tu không được đứng chống nạnh thành giới, người tu không được đi đánh đằng xa hai giới, người tu không được vừa đi vừa nhảy ba giới. Nhưng mà nếu nói khơi khơi người ta không giữ, phải thành giới người ta mới sợ mới giữ. Nhưng mà Đức Phật không phải khi khổng khi không kêu mấy cô lại, kêu mấy thầy tới nói nè, từ nay về sau không đứng chống nạnh, không có đi, một người nào phạm thì giới đó được chế. Cái đó nhà Phật gọi là gì? Tùy phạm, tùy chế. Tùy theo cái phạm của người mà Phật chế cái một cái giới. Chữ chế là vậy đó,
chế là mình chế tác ra vậy đó. Như vậy thì có người vi phạm, luật nó mới hình thành. Có phải không? Cũng giống như hồi xưa đi phi trường, làm gì có cái chuyện là cấm đem nước, làm gì có cái chuyện gọi là cấm đem những cái chất loãng mà hơn 100 ml. Mà kể từ khi khủng bố 911 bắt đầu kiểm soát chặt chẽ, rồi sau nhiều trận nữa bắt đầu mới gắt gỏng hơn. Nó vậy thôi. Có người vi phạm, có vấn đề xảy ra thì chúng ta mới hiện thành luật pháp. Cho nên Đức Phật rất dân chủ, không bao giờ nói một điều gì mà không có căn cứ mà nói. Điều thứ hai, Phật dạy trong kinh, trước khi Đức Phật mất Niết Bàn, Phật nói: điều gì tôi đã nói, nhưng mà sau này luật lệ vẫn vận dụng thì quý vị phải theo. Tức là có những điều tôi chưa nói, nhưng mà hợp tình hợp lý với quốc độ quý vị đang sống, quý vị phải theo. Thí dụ như thời Phật, Phật chưa chế có cái giới là lái xe không được nói phone, lái xe không được bấm GPS, vì thời Phật chưa có cái đó. Nhưng mình đang sống trong một quốc gia mà phone và GPS dễ làm gây tai nạn, cho nên luật pháp đã quy định là không được làm điều đó. Mình là người tu phải theo cái đó. Không nói không, tôi dở trong luật rồi, không có câu nào như vậy hết, cho nên tôi thoải mái tôi làm. Thì được thôi, anh thoải mái anh làm thì anh cũng thoải mái gặp cái quả tai nạn hay là bị cái tiết kích nào đó, vân vân. Cho nên Phật rất hay. Rồi bây giờ á, vị Phật tử này muốn quy y mà sợ không giữ được, bộ không quy y giữ được sao? Tại sao phải quy y? Quy y để biết mình là Phật tử, tự mình phát nguyện trở thành Phật tử và cố gắng làm. Nếu không nguyện, không hứa, không bao giờ làm. Chiều nay Pháp Hòa lỡ hứa rồi. Nếu mà phone tới thầy nói: thầy ơi tôi mệt quá, xe kẹt quá, thôi thầy cho tôi, thầy cho con được ở nhà nhé, không đi. Từ đó về sau mình sẽ được mệnh danh là con ma nhà họ Hứa. Nhưng mà mình hứa thì mình sẽ cố gắng mình đi, dù tới trễ nhưng vẫn có mặt. Biết rằng trễ nhưng vẫn còn sớm chán. 8:30 sớm hơn 9:00. Cho nên á, mình mà tỉnh giác mình tu, nói trời ơi 70 tuổi tôi mới tỉnh ngộ, biết rằng trễ nhưng vẫn còn sớm chán. Có những người nhắm mắt rồi chưa chịu tu. Còn mình 70 tuổi mình tu, tuy là trễ nhưng vẫn còn sớm chán. Ai mời mình đi ăn, dạ 5:00 tôi cố gắng tôi tới, là nhớ trong đầu sắp xếp. Còn nói câu dạ không biết à, thấy mặt tôi biết à, không bao giờ tới. Vì không hứa thì không để tâm, không để tâm thì không làm. Tại sao hai người đó thương nhau mà phải đám cưới? Sống chung vậy được rồi, đám cưới để xác định anh bây giờ là chồng, chị bây giờ là vợ, thì cái lễ cưới đó tác động, tác hợp hai người này bây giờ chính thức là vợ, là chồng, là người có gia đình. Thì mình cũng vậy, cái lễ quy y phải có để chúng ta hướng tâm phát nguyện. Mà có phát nguyện thì chúng ta cố làm, cố giữ. Có nhiều khi nó thôi tôi không quy y đâu, tôi còn dữ lắm, khi nào tôi hiền tôi mới quy y. Trời đất ơi, quy y chỉnh từ từ nó mới hiền bớt chứ bộ. Nếu mà đợi mà hiền, không tu chừng nào nó hiền? Không tu chừng nào hiền? Nếu tôi còn sân si lắm, để tôi hết sân si tôi tu. Trời đất ơi, người ta sân si người ta mới tu, tu cho nó giảm sân si. Còn mình cứ đợi giảm sân si, không bao giờ giảm. Cho nên Khổng Tử cũng nói đó: tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Nếu muốn rảnh, liền rảnh, đợi rảnh, không bao giờ rảnh. Tri túc, đãi túc, xin lỗi, tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Biết đủ, liền đủ, đợi đủ, chừng nào đủ. Bởi vì con người mình không bao giờ biết đủ. Thấy không? Thành thử ra, tri chỉ, thời chỉ, chung thân bất sĩ. Người mà biết dừng, dừng liền đi.
đừng đợi tới trễ hơn rồi thì mình mang lấy nhiều cái khổ đau. Thầy đi xô nhiều quá, vậy thầy có tài xế riêng không? Lên xe hay máy bay thầy ngủ được không? Cảm ơn thầy. Dạ thưa, tuy xô em nhiều nhưng tài xế riêng không có. Lên máy bay và xe em ngủ được lúc có lúc không. Hồi nãy trên xe là không có ngủ, mới vừa chợp mắt ở dưới khiều hỏi cái mấy vị mới nói trời ơi mời thầy lên xe để mục đích cho thầy nghỉ. Thầy trụ trì dặn đi dặn lại nhiều lần nghe, lên xe phải để thầy nghỉ nghe không. Pháp Hòa mới nói làm người ai làm thế. Người ta mời mình lên xe là người ta có mục nhọt hết rồi. Trời đất ơi, mà mình lên xe mình ngủ nói trời ông thầy kỳ vậy ta. Trời ơi, em cũng biết thân em lính chứ. Cho nên là thầy đi xô thì có nhiều, tài xế riêng thì không có. Lên máy bay hay xe ngủ được nhưng mà lúc có lúc không. Vậy đáp được chưa? Thưa đại chúng là hôm nay còn câu gì nữa đây? À, xin bạch thầy giúp cho con hiểu hành trì chú Đại Bi thế nào cho đúng pháp. Tụng đủ là tụng đúng. Thật sự ra thưa đại chúng á, niệm Phật, trì chú, tụng kinh đều là những cái phương pháp giúp cho tâm mình tịnh. Ngồi thiền cũng vậy. Tất cả những cái pháp tu mà chúng ta đang làm chỉ một mục đích, giúp cho tâm mình tịnh. Và khi mình tâm mình tịnh rồi á, có những cái màu nhiệm mà nó có thể đó là cái chuyện bất khả tư nghị, nó không được, không thể giải thích. Bây giờ ở đây chỉ nói một việc thôi: niệm Phật, tụng kinh, trì chú, ngồi thiền giúp cho tâm mình tịnh. Đúng hay không là tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Đi làm về mấy giờ, rảnh rỗi được mấy giờ, sức khỏe được bao nhiêu, trị nhiêu, tụng nhiêu là đúng. Bây giờ hỏi Pháp Hòa rảnh quá, Pháp Hòa nói tụng ngàn 250 biến. Pháp Hòa mới nói tụng vậy mới đúng. Quý vị gục lên gục xuống mà cứ niệm Đại Bi đâu không thấy, thấy thím không? Không thấy chú mà thấy thím. Nếu mà nói đúng là đúng với ai? Mình, thời gian của mình, sức khỏe của mình, hoàn cảnh của mình mới gọi là đúng. Còn bây giờ Pháp Hòa ở chùa, Pháp Hòa rảnh rỗi, Pháp Hòa có thời gian, Pháp Hòa có không gian, Pháp Hòa tụng, Pháp Hòa nói vậy rồi bảo là đúng, là đúng cho Pháp Hòa mà không đúng cho quý vị. Quý vị thấy điều đó ha. Cho nên quý vị cứ tu đi, cứ tập tu cái pháp nào mình hợp và đúng cái sức khỏe của mình, đúng cái thời gian mình có, đúng cái hoàn cảnh mình có. Bây giờ nè, đi làm về 12 giờ khuya mới rảnh. Nếu có niệm Phật ra ngồi bằng Phật niệm, không tiện vô phòng niệm, không có ai bắt gõ chuông nha. Chứ đừng có beng beng beng, con ở trong nó lấy gối nó lăn qua lộn lại. Tụng cho lớn chuông cho nó ngõ vậy mới kêu tụng. Nó tụng vậy mới đúng. Tội em mà cũng tội Phật. Cho nên mình ứng dụng mình tu. Ngay cả khi ăn chay, ăn chay không cần lựa mùng 1, rằm 30, mùng 8 gì hết. Quý vị ăn sao mà thuận tiện cho đời sống hàng ngày của mình. Cứ lựa mỗi tuần chủ nhật đi. 4 cái chủ nhật là cả gia đình, con cái, vợ chồng cùng ăn chay. Dễ nấu nè, dễ nhớ nè, mà tiện lợi vô cùng. Nhiều gia đình tổ chức đi chùa là lời được nửa buổi. Sáng vợ chồng con cái dẫn nhau đi chùa, tụng xong thời kinh, nghe xong bài giảng xuống làm gì á. Trời ơi, save money.
Rồi mà bữa nào mà chua mà nấu nhiều mà ế người cái được phần tu go. Rồi đó, đó. Đi chùa kiểu đó dạy gì không đi. Được ăn, được nói, được gói mang về. Cho nên mình tu sao mà đúng với hoàn cảnh của mình, đúng với sức khỏe của mình. Quý bác lớn tuổi rồi, có được quyền ngồi trên ghế, đừng sợ gì cả. Đừng sợ gì hết. Nó không được, ngồi trên ghế phạm tội. Không có kinh nào nói ngồi ghế tụng kinh tội hết. Sức khỏe mình quan trọng. Mình tu mà tu đúng với sức khỏe. Quý vị chụp hình với quý thầy, thí dụ quý thầy ngồi mà mình có ngồi bên cũng chẳng sao, không có gì tội hết á. Trời ơi, chân cẳng đau vậy mà đứng lên đứng xuống thiệt là cực. Vậy mà phải quỳ xuống cái cho tấm hình. Chụp vậy thầy còn tội hơn. Cứ đứng cứ ngồi bình thường, miễn có tấm hình kỷ niệm với nhau. Quý bác đừng có ngại cái chuyện đó. Sức khỏe mình sao mình sống vậy. Hoàn cảnh mình sao mình tu vậy. Tu vậy là tu đúng. Quý vị hiểu ý nha. Cho nên tu rất dễ. Tu ngay chỗ đó gọi là tu giải, giải thoát. Hiểu cách tu giải thoát chưa? Rồi, mô Phật. Thôi, hết giờ. Kính thưa đại chúng, hôm nay thì cũng đầy đủ duyên Pháp Hòa về thăm chùa Giác Nguyên. Chữ giác nghĩa là tỉnh thức. Hồi nãy Pháp Hòa nói đạo Phật là đạo giác ngộ đó. Chữ giác là tỉnh thức, là giác ngộ. Chữ nguyên là nguồn cội. Ai trong chúng ta cũng có giác nguyên hết, tức là cái cội nguồn của sự giác ngộ. Nhưng mà nếu chúng ta có cái đó mà không khơi thì nguồn cội này nó không thông. Giống như ở dưới đất nó có lòng, có mạch nước, thì mình phải đào đụng được mạch nước thì nước nó mới có. Ở dưới lòng đất có mạch nước, mà nếu chúng ta đào đúng thì nước nó lên. Cũng như thế, trong chúng ta có cái giác nguyên, tức là có nguồn cội của giác ngộ. Chúng ta học Phật là để tìm ra cái phương pháp khơi cái nguồn giác ngộ đó. Và từ đó cái nguồn đó mở rồi thì nó chảy rạc rào bất tận. Đầy đủ duyên chúng ta được gặp ở ngôi chùa này. Và mong rằng những vị ở trong khu vực này, trong vùng này chưa biết chùa này, bữa nay nhờ nhân duyên Pháp Hòa đến đây, quý vị biết chùa này, tức là mình đã gặp được cái nguồn cội của giác. Thường xuyên về đây để cùng khơi cái nguồn đó, làm cho cái cội nguồn đó rộng ra, cho cái mạch nước chảy cho mạnh. Quý vị hiểu ý mà nói ha. Giác nguyên là vậy. Mình làm cho cái cội nguồn đó nó mình tìm được một cái dòng nước chảy nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta chịu khó đào xới, làm mọi cách để cho mạch nước nó lớn lên thành con suối chứ có gì đâu. Ai cũng có cái giác đó. Nhà Phật gọi là bản giác. Cái giây phút mình tỉnh ngộ gọi là thị giác. Từ đó mình tu cho đến cứu cánh giác. Giác có ba thứ: bổn giác, thị giác, cứu cánh giác. Còn nhiều cái giác nữa. Giác bịch, giác lưu gì đó. Nhưng mà thật sự ra thì ai cũng có bản giác là giác nguyên. Giây phút mình ngộ nhận ra được gọi là thị giác. Giữ cái đó mà tu cho đến khi nào mình trọn vẹn gọi là cứu cánh giác. Con xin tri ơn thầy trụ trì đã tạo duyên cho chúng ta tối hôm nay. Và một lần nữa xin tri ơn đến tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị đã không quản ngại một cái cuối tuần trời tối như thế này mà quý vị vẫn nán lại đây để mà cùng được gặp nhau trong một buổi sinh hoạt này. Nếu có gì sơ sót, mong trên tất cả đại chúng lượng thứ cho. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này
ca